Ai bảo hắn tu tiên chưa 1104, một một Tiểu Hà đã lâu không gặp. Yêu Thành trên không mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, tiên đạo uy áp giáng lâm Yêu Thành. Tả Sử tiên ngẩng đầu nhìn qua đỉnh đầu bỗng nhiên biến hóa thời tiết, phí sức nuốt nước miếng, tiên nhân giận dữ, thiên địa biến sắc. Hắn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, đã bố trí tốt tiên cấp trận pháp, làm sao còn bị tịch diệt tiên cảm giác được, chẳng lẽ nói tịch diệt tiên cũng tại Yêu Thành, hắn đem mình cùng tịch diệt tiên giam chung một chỗ rồi. Thanh Hà đến cùng vì cái gì không có chuyện, vừa rồi tịch diệt tiên có phải hay không quản Thanh Hà gọi, người của ta, chẳng lẽ nói đây chính là Thanh Hà bình yên vô sự nguyên nhân? Chờ một chút tịch diệt tiên, giữa chúng ta có lẽ có điểm hiểu lầm, ta có thể giống như Thanh Hà đầu hàng. Quanh đậu đậu xám đôi mắt đẹp trừng một cái, nguyên địa lưu lại tàn ảnh, chân thân hóa thành thiểm điện, một cước đem tả sử tiên đạp đến trận pháp biên giới, tả sử tiên bị đạp thất điên bác đảo, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Đại nhân, Thanh Hà nhìn thấy bất hủ tiên tử một khắc này, nhiệt huyết dâng lên, kích động đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, hô ra, đại nhân, hai chữ âm thanh đều tại kịch liệt rung rẩy, quen thuộc mà trí nhớ mơ hồ sông lên đầu, nước mắt dọc lớn dọc lớn rơi xuống, làm sao cũng lau không khô tịnh. Xa cách 40 vạn năm, tâm tâm niệm niệm đại nhân rốt cuộc sống lại. Đây quả thực là giống như nằm mơ. Tiểu Hà ta liền biết ngươi không có việc gì bất hủ tiên tử quay đầu nhìn thấy thanh hà bình yên vô sự cười hắc hắc cũng rất cao hứng nàng còn tưởng rằng đậu đậu xám sẽ đem thanh hà thế nào tiểu hà ngươi chờ chờ ta giải quyết cái này cái gì tả sử tiên chịu đậu đậu xám một cước vừa lấy lại tinh thần tả sử tiên liền cảm giác phần bụng chịu một cái tiên tử quyền pháp phần bụng dời sông lấp biển nước chua đều phun ra thật là khủng khiếp một quyền đây chính là bất hủ tiên nắm đấm tả sử tiên là tân hỏa vương triều thời kỳ thành tiên nhân cũng không bản thân trải qua thượng cổ năm tiên thống trị thượng cổ nhưng hắn nghe nói ứng thiên tiên bọn người giảng thuật qua bất hủ tiên tử sự tình biết được đây là đáng sợ đến bực nào tồn tại cho dù nàng hiện tại còn chưa hoàn toàn phục sinh chỉ là một bộ linh hồn thể vậy cũng không phải mình có thể chiến thắng treo chọc hai người này đừng nói là hắn liền xem như thượng cổ bốn tiên tề tụ cũng là đường chết một đầu muốn trốn nhất định phải trốn đậu đậu xám cùng bất hủ tiên tử đồng thời tiến công tả sử tiên giống như là bóng đá đem tả sử tiên đánh tượng cầu, bay tới bay lui, phát tiết cảm xúc. Rốt cuộc tả sử tiên chịu đựng kịch liệt đau nhất, nắm lấy cơ hội muốn bay ra yêu thành. Nhưng khi hắn đến yêu thành biên giới mới nhớ tới tiên cấp trận pháp phong tỏa yêu thành không gian, trận pháp là hắn thiết kế, chỉ cần thời gian ba cái hô hấp liền có thể phá vỡ trận pháp. Nhưng ở đầu đậu xám cùng bất hủ tiên tử trước mặt, đừng nói ba hơi, hắn liền một hơi thời gian thở dốc đều không có. Đáng chết, hao phí vô số tâm huyết thiết kế trận pháp đem mình khốn trụ nhìn thấy đậu đậu xám cùng bất hủ tiên tự xuất hiện một khắc này đang chuẩn bị mang lấy tám ngựa rồng câu trải vàng đại đạo xuất hành yêu đế chu thiên yên lặng cái chốt tốt rồng câu ngồi xổn trên mặt đất đem vừa rồi lật tung linh quả nhặt về mâm đựng trái cây lão thiên gia ba tiên chiến may mắn không có ra ngoài cái này nếu là ra ngoài còn chịu nổi sao mặc dù hắn không nhận biết tả sử tiên nhưng có thể đáng bất hủ tiên xuất thủ cũng chỉ có thể là tiên nhân rồi hô hô mưa rào xối xả rửa sạch yêu thành bàn bạc mưa to rơi tại trên người tả sử tiên trong nháy mắt bốc hơi phát ra xì 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 âm thanh hơi nước tràn ngập bao phủ tả sử tiên tả sử tiên thở hổn hển thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hắn may mắn mình từ một ấn tượng nhân nơi đó cướp đi hồi xuân đạo quả hình thức ban đầu bằng không hắn sớm đã bị đánh mình đầy thương tích thoi thóp đậu đậu xám nhíu mày tiên nhân thân thể bản thân liền có khôi phục thương thế năng lực nhưng nàng tịch diệt chi lực có ức chế khôi phục năng lực, cho dù là có ức chế, tả sử tiên như cũ có thể khôi phục nhanh chóng, nói rõ hắn có khác khôi phục thủ đoạn. Bất quá không quan trọng, ở trước mặt nàng có cái gì thủ đoạn đều vô dụng. Cùng mới tả sử tiên một tay trấn áp thanh hà cùng vân mộng mộng, bồi dưỡng rung chuyển trời đất động tĩnh khác biệt, hai nữ đối phó tả sử tiên, chỉ là đơn giản ra quyền đá chân, động tác giản dị tự nhiên, đại đạo đơn giản nhất, một chiêu một thức đều ẩn chứa đại đạo chí lý nhưng ba tiên chiến cho yêu thành mang tới cảm giác áp bách càng nặng mỗi cái người như là khi một tòa núi lớn tu vi không đủ liền tư cách quan chiến đều không có thanh thiên trấn ngục thủ tả sử tiên liều mạng tự mình hại mình cùng trọng thương thi triển thanh thiên trấn ngục thủ bàn tay lớn màu xanh từ trên trời giáng xuống tựa như thương thiên chi thủ trong lòng bàn tay che kính phù văn đại biểu quy tắc trật tự diệt đậu đậu xám lạnh giọng nôn cái chữ diệt thương thiên xanh tay từ đầu ngón tay bắt đầu phá giải thành nguyên thủy nhất phù văn phù văn tán loạn, hoàn toàn biến mất không thấy. Tả sử tiên lấy ra một thanh phù lục, đều là hắn sớm viết xong tiên cấp phù lục, mỗi một trương đều đủ để giết chết một bán tiên. Hồng liên nghiệp hỏa, xích hồng hỏa liên hoành không xuất thế, đốt cháy thế gian hết thảy tội ác, làm hủy diệt tân hỏa vương triều đậu đậu xám, đụng phải hồng liên nghiệp hỏa, định học được nghiệp hỏa đốt người, đốt tới khô cạn, thái hư huyễn cảnh, khổng lồ huyễn cảnh mở ra, để đậu đậu xám cùng bất hủ tiên tử lâm vào huyễn cảnh, chỉ cần có một lát thất thần, cũng coi như vì hắn tranh thủ thời gian u minh quỷ ảnh vô số quỷ ảnh xuất hiện đây là hắn tại tân hỏa vương triều trong địa phủ góp nhặt lực lượng trăm vạn âm binh mang theo âm khí có thể khiến tiên nhân vận rủi cuốn thân hoàng mỹ mặt khác diệt đậu đậu xám hoàn toàn không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng vẫn như cũ chỉ nói một chữ chữ diệt đại biểu tịch diệt chi lực tại tiên đạo lĩnh vực có thể xếp tại sát phạt đệ nhất liệt lần thượng cổ bốn tiên đối mặt tịch diệt chi lực đều thúc thủ vô sắc càng đừng bảo là liền đạo quả đều không có tả sử tiên hồng liên nghiệp hỏa tại tịch diệt chi lực trước mặt một bãi tức tán trăm vạn âm binh càng là trực tiếp hôi phi yên diệt tả sử tiên thừa cơ mở ra thiên nhãn mặc dù hắn đã mất đi nhìn thấu đạo quả nhưng vẫn như của biết một chút khảo sát xem bói tự thân vận mệnh chiêu thức đây là bọn hắn sử hoàng thị giữ nhà bản sự tại hắn thế hệ này càng là phát dương quan đại thiên nhãn bên trong hắn nhìn thấy tự thân bị màu xám sương mù cuốn quanh là điềm đại hung mang ý nghĩa trận chiến này hạ tràng hoặc là hãm sâu nhà tù hoặc là thân tử đạo tiêu rốt cuộc loại thứ ba khả năng. Hắn quyết định thật nhanh, cắn chóc lưỡi, phun ra một mụn tinh huyết, thi triển nhân quả đại thần thông, nghịch thiên cải mệnh, đây là đủ để cải biến tự thân vận mệnh chiêu thức, có thể để mệnh của hắn cách từ xám chuyển trắng, tranh thủ một chút hy vọng sống, hằng định bất biến, bất hủ tiên tử vận dụng bất hủ đạo quả, định trụ tả sử tiên mệnh cách, mặc cho hắn thi triển cái gì đại thần thông, đều không thể thay đổi mệnh của hắn cách. Bất hủ đạo quả không chỉ có thể lệnh bất hủ tiên tử mình bảo trì nguyên bản trạng thái, đối người khác cũng giống như vậy tả sử tiên quá sợ hãi hắn hoàn toàn không ngờ rằng còn có ngón này thế mà liền nghịch thiên cải mệnh đều mất đi hiệu lực đây chính là thượng cổ năm tiên đứng đầu năng lực đậu đậu xám từ trăm vạn âm binh cho tàn bên trong đi ra đôi mắt băng lãnh nhìn tả sử tiên như là tử thi nàng lạnh giọng mệnh lệnh mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu cho tiểu hà quỳ xuống nàng một bước bước về phía tả sử tiên trước mặt chế trụ đỉnh đầu của hắn dùng sức một nhấn trực tiếp đem tả sử tiên từ trên trời nhấn đến trên mặt đất, quỳ gối thanh hà trước mặt. Bất hủ tiên tử rơi xuống từ trên không, cười hì hì chào hỏi, tiểu hà, đã lâu không gặp. Đại nhân, thật là ngươi sao, ngươi thật sống lại. Thanh hà hai tay che miệng, vẫn không thể tin được đại nhân thật sống. Nàng không nén nổi tình cảm tiến lên ôm, xác nhận mình không phải đang nằm mơ. Là ta, ta lại sống đến giờ bất hủ tiên tử cười đập thanh hà phía sau lưng nhẹ giọng an ủi giống nhau nàng tại thời kỳ thượng cổ tại nguy nan trước mắt xã thân cứu thanh hà phía sau trấn an thanh hà đại nhân ta chờ ngươi chờ thật lâu ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi thanh hà nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở ý thức được mình đi quá giới hạn khoảng đến nỗi ngay cả bận bịu buông ra bất hủ tiên tử bất hủ tiên tử lại tiến lên một bước lại ôm lấy thanh hà tại nàng bên ta nhỏ giọng nói ra tiểu hà nhìn thấy ngươi không có việc gì thật tốt. Buông ra Thanh Hà lúc, Thanh Hà đã khóc đỏ mắt. Đậu đậu xám nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất tả sử tiên, lập tức cảm thấy rất không thú vị. Chiến đấu mới vừa rồi chỉ phí phí hết thời gian cực ngắn, Lục Dương cùng Vân Mộng Mộng ngẩng đầu quan chiến, còn chưa kịp vì tả sử tiên thằng xui xẻo này ai điếu, tả sử tiên liền bị đánh mặt mũi bầm dập, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Quan chiến thời điểm vân mộng mộng cùng thanh hà còn thuận tay đem chuẩn bị chạy trốn minh nguyên đạo nhân cũng bắt lấy lục dương cảm thấy mình xem như xứng đáng tấn tham tộc trưởng giúp hắn giả tạo ngũ tinh linh trù thân phận mặc dù hắn không có nghe từ tấn tham an bài yêu cầu truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn nhưng giúp tấn tham bắt lấy minh nguyên đạo nhân bốn bỏ năm lên cũng coi như giúp tấn tham thực hiện nguyện vọng lên làm linh trù minh minh chủ đại đương gia ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta vân mộng mộng lanh lợi chạy đến bất hủ tiên tử bên người. Nàng vừa rồi đối mặt tả sử tiên thời điểm cũng không có quá bối rối, cũng là bởi vì nàng tin tưởng đại đương gia sẽ chạy tới. Chờ một chút, đại nhân chính là ngươi nói đại đương gia, thanh hà giống như là nghe được chuyện ma, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nàng được đến biết vân mộng mộng có được bất hủ đạo quả hình thức ban đầu thời điểm liền nên nghĩ tới, nhưng lúc đó nàng chỉ vội vàng cứu người, không có nghĩ tới phương diện này. Vậy ngươi một mực nói nhị đương gia là Cái này vị A à, hắn chính là chúng ta bất hủ nhất mạch nhị đương gia, vân mộng mộng trịnh trọng đem lục dương đẩy ra. Thanh hà tiền bối, ngươi, ngươi tốt, ta thường suy nghe tiên tử nhất lên ngươi. Lục dương ngựa ngùng cười nói, luôn cảm giác thanh hà tiền bối nhìn mình ánh mắt có chút bất mãn. Thanh hà đương nhiên sẽ không cho lục dương sắc mặt tốt, căn cứ vân mộng mộng miêu tả, lục dương ỷ vào đại nhân coi trọng, cả ngày cuốn lấy đại nhân, còn đầy miệng lời nói dối. Cũng may đại nhân có sức tử chi tâm, không có bị ô nhiễm. Hóa thần kỳ Thanh Hà nhíu mày, hóa thần kỳ làm sao lại thành bất hủ nhất mạch nhị đương gia rồi, nàng thiên tư ngu dốt, đi theo đại nhân bộ pháp, mấy chuyến nếm thử ngưng ra bất hủ đạo quả hình thức ban đầu cuối cùng đều là thất bại, lúc này mới bất đắc dĩ ngưng tụ thành trường sinh đạo quả hình thức ban đầu, mất đi trở thành bất hủ nhất mạch thành viên tư cách. Tiểu tử này có tài đức gì đạt được đại nhân ưu ái, đừng nhìn nhị đương gia hiện tại tu vi thấp, hắn tại phật quốc thời điểm thế nhưng là có một bộ hương hỏa ngưng tụ tiên khu rất mạnh liền tư thần thần quân cùng cái gì đế quân phân thân cũng không là đối thủ vân mộng mộng vì lục dương chính danh nhị đương gia thế nhưng là rất đáng gờm người phật quốc tiên khu tư thần thần quân là ngươi tại chùa tây thiên xuất thủ thanh hà chấn kinh nàng còn tưởng rằng trận chiến kia là vân mộng mộng gây nên chùa tây thiên chiến tên kia thần bí tiên nhân có được bất hủ đạo quả hình thức ban đầu nói cách khác hắn có thể dùng bất hủ đạo quả hình thức ban đầu đúng a à, tiểu dương tử không tầm thường a à, bất hủ tiên tử hướng thanh hà chia sẻ vui sướng thanh hà cho là mình cùng bất hủ tiên tử là thượng hạ cấp quan hệ bất hủ tiên tử lại cho rằng hai người là không có gì giấu nhau hảo hữu muốn nói ta phục sinh vẫn là may mắn mà có tiểu dương tử là hắn gia nhập bất hủ giáo biết được phục sinh phương pháp của ta trong lúc vô tình hô ra bản tiên danh hào thanh hà thần sắc nghiêm nguyên lai là lục dương sống lại đại nhân khi vừa rồi thái độ của mình liền có vẻ hơi thất lễ. Bất quá liền xem như lục dương sống lại đại nhân, cũng không nên cả ngày lừa gạt đại nhân, miệng đầy tiêu xài một chút. Đậu đậu xám gắt cao nhìn chầm chầm lục dương, đều là ngươi, nếu không có ngươi xen vào việc của người khác phục sinh bất hủ, hiện tại đâu còn có nhiều như vậy sự tình, vừa nghĩ đến đây, đậu đậu xám chục tại tả sử tiên đỉnh đầu tay lực đạo lớn mấy phần, đau tả sử tiên còn tưởng rằng đậu đậu xám muốn thừa cơ giết mình. Đừng giết ta, đừng giết ta, nếu là nói như vậy, ta tại phục sinh bất hủ tiên trong chuyện này cũng xuất lực, ngươi, mọi người cùng chỉnh tề quay đầu, nhìn hướng tả sử tiên, có mấy phần kinh ngạc. Là ta khai sáng bất hủ giáo A, tả sử tiên một mực tại tìm kiếm có thể làm cho mình từ tịch diệt tiên trong tay sống sót đạo quả hình thức ban đầu, mặc dù có gia tăng sinh mệnh lực hồi xuân đạo quả hình thức ban đầu, muốn nói thích hợp nhất bảo mệnh đạo quả hình thức ban đầu, thuộc về bất hủ đạo quả hình thức ban đầu nhưng bất hủ đạo quả hình thức ban đầu không giống hồ xuân đạo quả hình thức ban đầu dạng này có thể tùy tiện kết xuất đến bất hủ đạo quả hình thức ban đầu khó cầu tân hỏa đại càng đại ngu ba mươi vạn năm cộng lại đều không ai có thể kết xuất đến bất hủ đạo quả hình thức ban đầu hắn lúc này mới thành lập bất hủ giáo hy vọng thông qua hương hỏa chi lực ngưng tụ bất hủ đạo quả hình thức ban đầu sau đó hắn ngay tại đại hạ gặp vân chi giao thủ qua đi hốt hoảng mà chạy không còn dám đi đại hạ cải thành phái phân thân tiến về đại hạ sau đó bất hủ giáo hủy diệt phân thân cũng bị người xử lý hắn cái gì cũng không có được bất quá những này cũng không cần phải nói tranh công bảo mệnh mới là trọng yếu nhất ta vì phục sinh bất hủ tiên bắt trước tân hỏa vương triều tiến hành sáng lập bất hủ giáo lừa gạt ai đây ngươi nếu là muốn phục sinh tiên tử sẽ liền tiên danh đều lầm lục dương trực tiếp vạch trần tả sử tiên lời nói dối phục sinh tiên tử muốn niệm đối tiên hào bất hủ giáo thờ phụng tiên nhân gọi bất hủ tiên nhân, cái này có thể phục sinh mới gặp quỷ. Ngươi rõ ràng chính là vì thu hoạch bất hủ đạo quả hình thức ban đầu, mượn dùng hương hỏa tín ngưỡng mới thành lập bất hủ giáo, thấy mọi người thái độ đối với chính mình càng phát ra không thân thiện, mình tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm, để chứng minh giá trị của mình, tả sử tiên gấp nói thẳng ra dàn xuống đáy lòng bí mật. Ta biết phía sau màn hắc thủ là ai? Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều choáng váng, thậm chí đậu đậu xám cũng không ngoại lệ mọi chuyện nguyên nhân gây ra đều nguồn gốc từ phía sau màn hắc thủ giết bất hủ tiên tử tới hiện tại mới thôi ai cũng không biết phía sau màn hắc thủ chân thực thân phận lại vì cái gì muốn giết chết bất hủ tiên tử ta nhìn thấu đạo quả có thể tọa kiến thập phương trên trời dưới đất quá khứ hiện tại và tương lai đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở đương ta ngưng tụ nhìn thấu đạo quả về sau ứng thiên tiên bọn hắn để ta quan sát đến cùng là ai đã giết bất hủ tiên Lục Dương nhớ kỹ Ngao Linh nói qua chuyện này, nói tả sử tiên thi triển đạo quả thi triển mồ hôi đầm đìa cũng không nhìn ra cái gì thành tựu. Tả sử tiên run rẩy nói ra, kỳ thật ta lúc ấy nhìn thấy phía sau màn hắc thủ, chính là ứng thiên tiên bốn người bọn họ, bốn người bọn họ muốn đạt được bất hủ đạo quả, nhưng bất hủ tiên lại chiếm cứ vị trí, bốn người bọn họ lúc này mới chế định kế hoạch, giết chết bất hủ tiên, để bất hủ chi vị trống chỗ, bốn cái kẻ đầu teo nhìn chầm chầm vây quanh mình, hỏi mình ai là hung thủ, hắn chán sống mới dám giảng nói thật phía sau màn hắc thủ là thượng cổ bốn tiên lục dương đầu tiên là sững sờ chợt lộ ra quái dị thần sắc cho nên tả sử tiên có ý tứ là tiên tử một mực tìm kiếm phía sau màn hắc thủ nhưng thật ra là thượng cổ bốn tiên tạo ra đi ra chân chính phía sau màn hắc thủ chính là bốn người bọn họ thanh hà cũng không nghĩ tới nguyên lai lúc ấy bọn hắn để tả sử tiên xem xét hành hung quá trình tả sử tiên nhìn thấy chính là như thế kết quả ta nói đều là thật thấy mọi người thần sắc khác nhau hoặc nhiều hoặc ít cũng không tin chính mình nói, tả sử tiên nóng nảy. Hắn mỗi lần hồi ức chuyện này liền toát ra một thân mồ hôi lạnh, thượng cổ bốn tiên hỏi thăm mình thời điểm vẽ mặt và ái, còn đối với mình hữu cầu tất ứng. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là thượng cổ bốn tiên chân tình bộc lộ, nhưng khi hắn thấy qua đi chân tướng về sau, lại trái lại nhìn thượng cổ bốn tiên, chỉ cảm thấy bọn hắn trong tươi cười lộ ra quỷ dị cùng sát ý nếu không phải mình cái khó ló cái khôn, đổi giọng nói cái gì cũng không nhìn thấy, hắn liền muốn làm trận đột tử, ngươi liền không nghĩ tới ngươi thấy quá khứ là giả. Lục Dương Nghiện không được hỏi, này làm sao nghĩ đều không thích hợp, không nói những cái khác, ứng thiên tiên bốn người bọn họ là vì đạt được bất hủ đạo quả liền ám toán bất hủ tiên tử người sao, bọn hắn mưu đồ gì, dùng bất hủ tiên tử lại nói, chính là đều thành tiên ai còn truy cầu lực lượng, nhiều mệt mỏi a, à, ta thậm chí vì xác nhận ta nhìn thấy chính là thật hay giả, còn tra xét ứng thiên tiên bốn người bọn họ tất cả đi qua, tả sử tiên kích động nói, chuyện này hắn nhẫn nhịn gần 40 vạn năm hôm nay dứt khoát một hơi nói hết ra ta nhìn thấy bẻ gãy kiến một sinh ra ý chí biến thành tuế nguyệt tiên nhìn thấy ứng thiên tiên làm vật bồi tán bị vùi vào phần mộ nhìn thấy kỳ lân tiên tự thiên địa tinh hoa bên trong sinh ra nhìn thấy cửu trọng tiên sinh ra ở nhân tộc đại tộc liên sơn thị tuế nguyệt tiên kỳ lân tiên cùng cửu trọng tiên lai lịch không phải bí mật gì duy chỉ có ứng thiên tiên xuất thân không phù hợp hắn phong cách cực ít đối bên ngoài tuyên dương điều này nói rõ trên một điểm này tả sử tiên nhìn thấy chính là thật ta còn chứng kiến bốn người bọn họ làm việc mặc dù nhìn qua chính khí lan nhiên, kỳ thực phía sau tràn ngập tính toán, ở trước mặt một bộ phía sau một bộ, lợi ích trên hết, bọn hắn tiếp cận ngươi, bất quá là nhìn trúng tài hoa của ngươi, ngươi một mình thôi diễn ra, đạo quả hình thức ban đầu, đạo quả, khái niệm, tìm tòi, tiên, cảnh giới này, phần này tài hoa, cổ kim vô song, bọn hắn còn lo lắng cho ngươi cái thứ nhất thành tiên, tuế nguyệt tiên lúc này mới thuyết phục ngươi từ bỏ tịch. Diệt đạo quả thay đổi vì bất hủ đạo quả, bản ý của hắn là để ngươi vây ở chuyện này không cách nào thành tiên không nghĩ tới ngươi lại buông xuống chấp niệm ngưng tụ ra bất hủ đạo quả cái này để bọn hắn đều rất ghen ghét ngươi đối ngươi sinh ra sát tâm lúc này mới đối ngươi thống hạ sát thủ lục dương nhíu mày đây là làm sao một chuyện tả sử tiên miêu tả sự tình đơn giản tựa như là từ âm mưu luận góc độ đi phỏng đoán thượng cổ bốn tiên chờ một chút ngươi mới vừa nói đạo quả là tiên tử một mình thôi diễn ra đến lục dương quay đầu hỏi thăm bất hủ tiên tử Tiên tử, ta nhớ được ngươi đã nói, đạo quả là các ngươi năm người thôi diễn ra đến kết quả, đúng. Không chỉ là bất hủ tiên tử. Đậu đậu xám cùng Thanh Hà đều đối với chuyện này có ấn tượng, tả sử tiên nhìn thấy quá khứ có vấn đề, đây không có khả năng, tả sử tiên ngây ngẩn cả người, thôi diễn ra, đạo quả, loại này khai thiên tích địa sự tình hắn là chắc chắn sẽ không nhớ lầm. Lục Dương trầm giọng nói ra, nếu như thật là bốn tiên động thủ, vậy bọn hắn là như thế nào làm đến để người của toàn thế giới đều quên tiên tử bọn hắn khẳng định có ta không biết biện pháp tả sử tiên không nguyện ý thừa nhận sai lầm của mình đối mặt tả sử tiên không tính trả lời trả lời lục dương trong lòng có suy đoán ngươi thấy là quá khứ cũng không phải là chân chính đi qua mà là phía sau màn hắc thủ từ đó quấy phá cho ngươi tạo ra hư giả đi qua bất quá lục dương không hiểu vì cái gì phía sau màn hắc thủ tạo ra quá khứ muốn lưu lại đạo quả là tiên tử một người ngộ ra đến như thế lớn lỗ thủng là có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân sao chẳng lẽ lại tiên tử nếu như ứng thiên tiên bốn tiên chân chính là tả sử tiên miêu tả cái chủng loại kia tính cách ngươi sẽ làm thế nào làm thế nào đương nhiên là rời xa bọn hắn a bất hủ tiên tử đương nhiên nói ai là người tốt ai là người xấu nàng là có thể phân biệt ra được kia nếu là thôi diễn đạo quả ngươi sẽ còn mời bốn người bọn họ cùng một chỗ tham gia sao bất hủ tiên tử sờ lên cầm phỏng đoán mình sẽ làm ra cử động gì cuối cùng rất trả lời khẳng định sẽ không, ta sẽ chỉ một người thôi diễn, coi như chỉ có ta một người, hẳn là cũng có thể thôi diễn ra đến kết quả. Cái này nói thông được, phía sau màn hắc thủ để tả sử tiên nhìn thấy quá khứ, là căn cứ vào ứng thiên bốn tiên tính cách biến hóa mà tiến hành giả thiết, Lục Dương chắc chắn nói. Chỉ bất quá Lục Dương còn không nghĩ rõ ràng, phía sau màn hắc thủ là như thế nào làm đến điểm này, chỉ có đạo quả mới có thể ảnh hưởng nhìn thấu đạo quả quan trắc kết quả. Đây là nhân quả đạo quả có thể làm đến sao, cái này sao có thể, thật chẳng lẽ có phía sau màn hắc thủ. Giờ khắc này tả sử tiên cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị lật đổ, ứng thiên bốn tiên tính cách cũng không phải là như chính mình nghĩ như vậy ác liệt, mà là thật không có ý đồ xấu, khi lúc ấy uy hiếp ta người cũng không phải là ứng thiên bốn tiên, mà là phía sau màn hắc thủ, uy hiếp ngươi, chuyện này kết thúc về sau cùng ngày ban đêm, liền có người tại ta hành cung trung đẳng ta trở về, để ta tự phế đạo quả, nếu ta không tự phế đạo quả cái kia người liền nói hắn sẽ trực tiếp giết ta hồi tưởng lại đạo thân ảnh kia tả sử tiên trong lòng liền không thể ngăn chặn hoảng hốt tại lan tràn cái kia người tán phát khí tức hắn tuyệt đối có thể giết chết ta người kia là ai ta không biết hắn không hề lộ diện ta vẫn cho là hắn là bốn tiên bên trong một cái bất quá ta nhìn thấy quá khứ là giả thật sự có phía sau màn hắc thủ lời nói uy hiếp ta cái kia người chính là phía sau màn hắc thủ ta bị hắn bức hiếp bất đắc dĩ từ bỏ đối nhìn thấu đạo quả cảm ngộ phá hủy nhìn thấu đạo quả. Ngươi không có nhìn thấu đạo quả rồi, vâng. Tả sử tiên đắng chắc cười một tiếng, nhìn thấu đạo quả chiếu rõ thập phương, nếu là đạo quả vẫn còn, hắn liền có thể nhìn thấy tịch diệt tiên vị trí, cũng không trở thành chết tử tế không chết lựa chọn tại yêu thành động thủ. Vậy ngươi về sau dự đoán đại thế chi tranh đến tột cùng là? Thanh Hà hỏi, đại thế chi tranh thuyết pháp khởi nguyên từ tả sử tiên, tả sử tiên nói 39 vạn năm sau tương lai sẽ có đại thế chi tranh. Tả Sử tiên thở dài, mặc dù ta đã mất đi nhìn thấu đạo quả, bất quá ta bản thân liền am hiểu xem bói, mặc dù không đến được nhìn thấu đạo quả trình độ, nhưng xem bói hiệu quả cũng là rất tốt. Ta xem bói đến 39 vạn năm sau tương lai, có thành tiên cơ duyên hiện, từng cái thời đại bán tiên, tiên nhân hiện thân tranh đấu, thiên địa hỗn loạn, có người thành tiên, cũng có tiên nhân vẫn lạc. Bất quá ta xem bói hiệu quả cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác, tỉ như căn cứ ta xem bói kết quả, hiện tại cũng đã bắt đầu đại thế chi tranh, các lộ thế lực sớm liền đánh nhau, thế đạo không có như thế an ổn mới đúng. Lại tỷ như ta còn xem bói đến mình có thể thông qua thành lập bất hủ giáo đạt được bất hủ đạo quả hình thức ban đầu, kết quả các ngươi đều nhìn thấy, ta không thành công. Lục dương thần sắc càng phát ra cổ quái, giống như lúc trước nếu là mình không có tìm được bất hủ giáo tổng bộ, tả sử tiên liền có thể thành công. Ha ha, nguyên lai thật sự có phía sau màn hắc thủ A, tả sử tiên bả vai lắc một cái lắc một cái, đức quảng cười ra tiếng ngẩng đầu tùy ý nước mưa cọ rửa khuôn mặt hắn tự thành tiên đến nay gần 40 vạn năm đều đem thượng cổ bốn tiên làm địch giả tưởng tân hỏa vương triều hủy diệt thời điểm trong lòng còn có một loại khó mà ngôn ngữ khoái ý nghĩ thành lập tân hỏa vương triều thông qua tín ngưỡng chi lực chế tạo bất hủ đạo quả lại chế tạo ra tịch diệt tiên như thế cái quái vật khiến cho tuế nguyệt tiên vẫn lạc mặt khác ba tiên hốt hoảng chạy trốn thật sự là báo ứng a bởi vậy đương hắn xem bói đến tương lai tịch diệt tiên sẽ xuất hiện lúc cũng không cáo tri thượng cổ bốn tiên ngược lại có loại xem kịch vui trạng thái tâm lý ở bên trong mặc dù hắn cũng tại bị truy sát hàng ngũ bất quá vừa nghĩ tới bốn tiên giống như hắn đãi ngộ tâm tình liền tốt hơn không ít nghĩ không ra từ vừa mới bắt đầu phía sau màn hắc thủ liền cho hắn một sai lầm quá khứ để hắn trở nên nghi thần nghi quỷ ai cũng không tin thật không hổ là phía sau màn hắc thủ nếu như lúc trước hắn đem xem bói kết quả cáo tri thượng cổ bốn tiên là không cục diện bây giờ sẽ có khác biệt. Hắn tính kế tính tới tính lui, lại lấy được cái gì, nói xong sao, đậu đậu xám lạnh lùng hỏi, không cho mọi người cơ hội phản ứng, lòng bàn tay xuất hiện tượng trưng cho tĩnh mịch cùng khô héo ngọn lửa màu xám, chỉ là tại lòng bàn tay thiêu đốt lên, không gian bắt đầu sụp đổ. Ngọn lửa màu xám trong nháy mắt bao phủ tả sử tiên, tả sử tiên thất khiếu bốc khói, thống khổ kêu thảm. Dừng tay, bất hủ tiên tự hét lớn một tiếng, lại vì lúc đã muộn, ngọn lửa màu xám đem tả sử tiên đốt thành cho bụi giống nhau lúc trước ứng thiên thi ngươi đang làm gì đậu đậu xám mắt lạnh nhìn một chính mình khác chặt đứt nhân quả tiếp cận siêu thoát nên chiến phía sau màn hắc thủ ứng thiên tiên bọn hắn đem ta phục sinh không phải là vì mục đích này giải quyết phía sau màn hắc thủ một mình ta là đủ ngươi tồn tại là dư thừa vì thế ngươi liền hủy diệt toàn bộ tân hỏa vương triều bất hủ tiên tử quát hỏi tức giận đến toàn thân phát run giận không kèm được. Đây là cần thiết đại giới. Đây là không cần đại giới, bất hủ tiên tử nước mắt đầm đìa, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, triều đại hủy diệt, lịch sử đứt gãy, mười vạn năm lịch sử bị ngạn sinh sinh xóa đi, đến tột cùng muốn chết bao nhiêu người mới có thể làm đến loại trình độ này, hết thảy đều là nguyên nhân nàng mà lên, nàng không phục sinh, cũng không báo thù được hay không. Ta không có trọng yếu như vậy, a à đúng, ứng thiên tiên bọn hắn đem ta phục sinh, còn muốn để ta trở thành ngươi đậu đậu xám lắc đầu lộ ra một vòng dẻo cợt dẻo cợt lai lịch của mình sao mà buồn cười ngươi không phải ta đúng vậy a à, ngươi tốt bao nhiêu có bất hủ đạo quả tại không sợ bất kỳ nguy hiểm nào qua vô ưu vô lự lại có nhiều như vậy người thích ngươi lo lắng ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế đem mươi phục sinh ta chỉ là cái liền danh tự đều không có gia hỏa sao có thể trở thành ngươi có thể ta nếu không trở thành ngươi ta lại tại sao lại biết xuất hiện trên thế gian tiểu hà như thế nào lại chân chính tán thành ta đậu đậu xám sắc mặt cứng lại nhìn chằm chằm chân chính mình cũng không tiếp tục che giấu sát cơ quả thực là từ trong hàm răng đọc nhấn rõ từng chữ ta nếu không giết ngươi ta lại thế nào trở thành ngươi ta nói qua ta nhất định sẽ giết ngươi chứng minh ta mới là thật ngươi không muốn thanh hà lo lắng tiến lên ngăn cản bị đậu đậu xám tiện tay một đạo cấm chế định tại nguyên chỗ đậu đậu xám nhìn chằm chằm thanh hà một chút cũng không tiếp tục che giấu khí tức của mình Viết dịch khắp người đang sôi trào, từ đầu đến chân đều tản ra chẳng lành quang mang, thọc sâu nhảy lên, trực tiếp xua tán đi mây mưa. Mưa to nguyên nhân hai người mà lên, lại nguyên nhân hai người mà tán. Như không phải có tả sử tiên cái này việc sự tình trạng ngang một cước, đậu đậu xám tại đầu đường cùng bất hủ tiên tử tán xong bước, thổ lộ xong tiếng lòng liền nên khiêu chiến, hôm nay nàng cùng bất hủ tất nhiên phải quyết ra sinh tử. Bất hủ tiên, thượng thiên một trận chiến, đến bất hủ tiên tử đồng dạng đối nàng lên sát tâm linh hồn phát sáng phản phất tuyên cổ quan huy vĩnh thế bất diệt ba tiên chiến kết thúc rồi à chu thiên nơm nớp lo sợ mà hỏi cũng không phải là muốn một câu trả lời chỉ là dọa đến đang lầm bầm lầu bầu tự quyết định có thể chậm lại hoảng hốt quanh một ngạt tiếng va chạm vang lên toàn bộ yêu thành đều đang lắc lư bao phủ yêu thành tiên đạo trận pháp tại va chạm một nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ động tĩnh này để chu thiên nhớ tới thời kỳ thượng cổ thượng cổ bốn tiên luận bàn thiên thạch như mưa trút xuống ngôi sao đầy trời vỡ vụn tràn cảnh không cái này động tĩnh xa so với tiên nhân luận bàn còn muốn lớn chu thiên sợ hãi đơn giản có thể sánh vai thượng cổ bốn tiên cùng không biết tên tồn tại kia trận chiến cuối cùng đến tột cùng đã xảy ra gì đó cuộc chiến đấu kia thế nhưng là từ trước tới nay quy cách cao nhất chiến đấu chu thiên đi ra hoàng cung ngẩng đầu nhìn trời Hai đạo khuôn mặt giống nhau nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, bóng hình xinh đẹp giao thủ, mỗi lần va chạm đều làm đại địa chấn chiến. Hai người này giao chiến động tĩnh viễn siêu vừa rồi ba tiên chiến, Chu Thiên khóe miệng co giật, đại thế chi tranh nguyên nhân bắt nguồn từ ta còn chưa tính, có thể đừng ở trên địa bàn của ta phát sinh sao? Ta đây là thật không quản được a. À? Chu Thiên thúc thúc, chuyện gì xảy ra? Kim Thải Vi vội vàng cùng kỳ tộc bay tới hỏi, nguyên bản nàng còn tại ngủ say, trực tiếp bị động tỉnh này lắc tỉnh. Chu Thiên cùng lão cùng kỳ một đời, dựa theo bối phận Kim Thải Vi phải gọi hắn thúc thúc. Nhìn trời. Kim Thải Vi nhìn thấy hai tên bất hủ tiên tử, đồng dạng chấn kinh vạn phần, nàng hôn mê trong khoảng thời gian này đến tột cùng phát sinh cái gì. Dạng này không được, yêu thành gặp nguy hiểm, Kim Thải Vi cùng Chu Thiên đồng thời làm ra phán đoán. Bất hủ tiên tử cùng đậu đậu xám đều vô ý thương tới vô tội, tận khả năng hướng trên trời bay, nhưng bực này cấp bậc giao chiến, một đạo tản mát công tiếp liền có thể để yêu thành luân hãm trận pháp gì cũng đỡ không nổi chu thiên thúc thủ vô sách đây quả thực là diệt thế tai ương ta có biện pháp kim thải vi hô bay đến tầng trời thấp phía trên chiến đấu khoảng cách nàng rất xa nhưng chiến đấu tạo thành không gian chấn động liền nàng có chấn cảm thậm chí ảnh hưởng đến phi hành trạng thái cho ta ép nàng vận dụng mặt phẳng đạo quả hình thức ban đầu đem cả tòa yêu thành ép thành mặt phẳng tiếp lấy điều chỉnh mặt phẳng lớn nhỏ, để dài cùng rộng đều biến thành dài một tấc lớn như vậy yêu thành nằm tại kim thải vi bàn tay bên trên. Chu Thiên thúc thúc ngươi trấn an bách tính, ta đi xem một chút tình huống như thế nào, Chu Thiên mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu có thể để yêu thành bách tính có tự, không đến mức phát sinh bạo động tạo thành thương vong cùng tài sản tổn thất. Kim Thải Vi đem yêu thành ép thành mặt phẳng thời điểm, có mấy người không có chịu ảnh hưởng. Lục Dương mấy người cũng dễ tìm, Yêu thành địa chỉ ban đầu còn lại cái hình vuông lớn hố sâu, trong hố sâu liền ba người gặp qua Kim Tiền Bối thiếu giáo chủ, đây là có chuyện gì? Quả nhiên là thiếu giáo chủ không bị ảnh hưởng. Hai câu ba lời nói không rõ ràng a à, Lục Dương thở dài. Thanh Hà tỷ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Kim Thải Vi gặp gỡ Thanh Hà, phá lệ kinh ngạc, nàng khi còn bé nhận Thanh Hà không ít chiếu cố. Thanh Hà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trầm mặc không nói. Nhị đương gia, nhanh lên đem tiểu chi keo đến A, Vân Mộng Mộng lo lắng nói, nàng kỳ thật đến bây giờ cũng không biết đã xảy ra gì đó, lại là đánh như thế nào lên. Cái gì gọi là tân hỏa vương triều, vì cái gì có hai cái đại đương gia, Lục Dương lắc đầu, vừa rồi tiên tử cho ta truyền âm, nói việc này từ nàng mà lên, liền muốn nguyên nhân nàng mà kết thúc, không muốn người khác nhúng tay. Quanh, một trận chiến này triệt để bộc phát, hai vị tuyệt đỉnh tiên nhân quyết đấu, tịch diệt chi lực cùng bất hủ chi lực va chạm, chôn vùi thời không, rối loạn không gian. Đậu đậu xám toàn thân tắm rửa ngọn lửa màu xám, không gian sụp đổ, hư không vỡ vụn, đây là đem tiên khu tiên hồn thiêu đốt hầu như không còn diệt thế chi hỏa, vĩnh viễn không dập tắt, chỉ cần nàng nguyện ý, thậm chí lớn như vậy Đông Hải cũng có thể bị diệt thế hỏa diễm đốt tới khô cạn. Cùng nàng đối chiến, kiên kỵ nhất chính là nhiễm diệt thế hỏa diễm, diệt thế hỏa diễm như là giòi trong xương, tiên khu một khi nhiễm, nhất định phải trả giá bằng máu mới có thể tiêu trừ đi ứng thiên tiên mất đi nhục thân ở mức độ rất lớn chính là tại cùng đậu đậu xám lúc đối chiến đụng phải cổ này hỏa diễm nhưng mà bất hủ tiên tử toàn vẹn không sợ nàng trực tiếp lựa chọn cùng đậu đậu xám cứng đối cứng một quyền nện ở đậu đậu xám trên mặt nhưng cũng bởi vậy lây dính diệt thế hỏa diễm bất hủ tiên tử tiên hồn bất hủ mặc cho diệt thế hỏa diễm thiêu đốt cũng không đã thương được nàng mảy may lực đạo không đủ a à bất hủ đậu đậu xám bị đánh lệch ra mặt đứng vững bất hủ tiên tử nắm đấm chậm rãi chỉnh ngay ngắn tới loại này nắm đấm đánh ở trên người nàng không đau không ngứa không sợ diệt thế hỏa diễm thật không hổ là bất hủ đạo quả hai tiên trong lúc giơ tay nhất chân phong vân biến hóa hỗn độn hiện lên tiên quan tăng vọt công kích như giống như cuồng phong bạo vũ từ dưới đất đánh đến trên trời lại đánh đến trong vũ trụ sao trời hư ảnh rung rẩy không ngừng vì thời muốn tán loạn cổ này chấn động đại hạ hoàng cung cấm địa Mạnh Quân Tử cùng Khương Bình An cùng nhau đứng dậy, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái phương hướng này là yêu vực, hai người liếc nhau, đều rất chấn kinh, yêu vực khoảng cách đại hạ hoàng cung sao mà xa, bọn hắn thế mà đều có thể cảm giác được chiến đấu ba động, đến tột cùng là ai tại chiến đấu, lúc trước Mạnh Quân Tử tại Phật Quốc cùng Đậu Đậu xám lúc giao thủ, tọa trấn đại hạ Khương Bình An đều không có cảm giác được động tĩnh, là sau đó mới phát hiện, cuối cùng vẫn là đánh nhau sao. Vân Chi Ngay tại dược viên ngắt lấy ngộ đạo thụ lá cây, cảm nhận được tại chỗ rất xa chiến đấu ba động không cần xem xét đoán cũng có thể đoán được là hai vị tiên tử tiền bối tại chiến đấu hái xong lá cây nàng chậm ung dung trở lại thiên môn phong pha thưởng trà khoáng thế chiến đáng tiếc không thể đi tham quan xám tiên tử gánh chịu tiên tử tiền bối số phận có xu lợi tránh hại gặp giữ hóa lành chi năng chỉ có cùng tiên tử tiền bối đối chiến số phận chống đỡ nàng mới không cảm giác được một trận chiến này là thắng hay thua tiểu sư đệ cũng không có kêu gọi ta đi qua đại khái cũng là tiên tử tiền bối nói không hy vọng ta nhúng tay chuyện này a à, trải qua tại đông hải một lần giao thủ cùng đến tiếp sau mấy lần thí nghiệm về sau vân chi liền rõ ràng muốn giải quyết xám tiên tử vấn đề vẫn là phải tiên tử tiền bối xuất thủ mới được tiểu vân có phải hay không phát sinh tiên chiến rồi hãng hải đạo quân cũng cảm giác được yêu thành trên không chiến đấu vội vã đến vân chi nơi này hỏi thăm tình huống chỉ bất quá hắn không đoán ra được đến tột cùng là mấy tên tiên nhân tham chiến vân vậy chúng ta đi qua nhìn một chút hãng hải đạo quân lòng ngứa ngáy đây chính là tiên chiến mấy đời đều không gặp được một lần để thành chiến hắn bỏ qua lần này nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ nữa hắn đại khái suy tính ra giao chiến chi địa tọa độ mở ra không gian chi môn lại phát hiện không gian chi môn vừa mới hình thành liền tán loạn đây là hãng hải đạo quân con ngươi đột nhiên co lại hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này vân chi uống xong một ly trà lại nối liền một chén mời hãng hải sư tổ tọa hạ cũng uống trà, hảo tâm khuyên nhủ Đề nghị của ta là không muốn đi qua, giao chiến chi địa không gian đã hoàn toàn rối loạn, là truyền tống không đi qua. Tự bạo, trong vũ trụ phát sinh liên tiếp không ngừng nổ lớn, ánh lửa ngút trời, lúc này đã là ban đêm, nhưng như củ sáng giống như ba ngày đậu đậu xám bị thương nặng, máu nhúng đỏ trường không, nhưng nàng thương thế đang nhanh chóng khép lại, chỉ có linh hồn mà không nhục thân, ngươi thực lực chân chính có thể phát huy mấy thành, đậu đậu xám ngạo mạng nói, nhanh chân hướng về phía trước, nàng có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, vẻn vẹn bởi vì nhục thể của nàng quá cường đại, trời sinh liền có. Được tự lành chi lực, căn bản không cần đạo quả. Nàng định lấy tự bạo uy lực trực tiếp đi hướng trung tâm vụ nổ, thừa dịp bất hủ tiên tử khôi phục nhục thân một khắc này, một quyền vung ra, tiên đạo sát quyền, đây là đậu đậu xá một mình sáng tạo quyền pháp, nguồn gốc từ tịch diệt đạo quả, quyền ra vô song, có thể dẫn phát thiên địa dị biến, ẩn chứa tịch diệt chi lực mênh mông vô biên, có thể mẫn diệt hết thể sinh cơ, liền thọ nguyên đều biết bay nhanh trôi qua, lâm vào thiên nhân ngủ suy, cho đến chết già, mặc dù bất hủ tiên tử không thiếu. hụt sinh cơ, mẫn diệt sinh cơ hiệu quả ở trên người nàng không dùng được, coi như tính dứt bỏ hiệu quả không nói, một quyền này vẫn như cũ ẩn chứa bật nát thiên địa lực đạo, đem nàng trực tiếp đánh bay, đậu đậu xám công kích theo nhau mà tới, không cho bất hủ tiên tử cơ hội thở dốc trực tiếp đem nàng từ vũ trụ oanh kích đến khối thứ sáu đại lục vô linh đại lục phiến đại lục này giống như là trung ương đại lục phiên bản có sơn hà biển hồ xanh ung tươi tốt nhưng không có linh khí cũng không có sinh linh ở đây là một mảnh tương đương nguyên thủy thuần túy địa phương vạn vật điêu linh đậu đậu xám tản ra khí tức tử vong nồng nặc những nơi đi qua thảm thực vật tàn lụi dãy núi sụp đổ hóa thành đất bằng dòng sông khô cạn sa mạc mở rộng tiếp theo đều hôi phi yên diệt hóa thành hư vô tịch diệt chi lực vạn vật quy về hư vô hằng định bất biến bất hủ tiên tử hét lớn khóa chặt vùng này để cho mình cùng nơi này lâm vào, vĩnh hằng, trạng thái, bất luận ngoại lực gì đều không thể cải biến. Thật đúng là phiền phức năng lực, khó trách bán tiên thời điểm ngươi sẽ từ bỏ tịch diệt đạo quả, cải thành bất hủ đạo quả. Đậu đậu xám lạnh lùng nói ra, tại tất cả giao thủ đối thủ trong, bất hủ đạo quả là khó đối phó nhất, hoặc là nói bất hủ đạo quả là cùng mình hoàn toàn tương phản tồn tại. Nếu ngươi chỉ có như thế chút bản lãnh, có thể chết đi, tình hình chiến đấu dạng gì, lục dương bọn người chờ đợi lo lắng chiến đấu kết quả bất hủ tiên tử cùng đậu đậu xám đánh đến vũ trụ về sau liền không phân rõ đến tột cùng phương nào chiếm ưu chờ đánh đến vô linh đại lục liền triệt để đã mất đi giao chiến bóng dáng quanh một bóng người bị đánh rơi thẳng tắp rớt xuống đeo mặt đất ném ra một cái có thể so với yêu thành hố to tiên tử lục dương kích động hô bị đánh rơi người lại là tiên tử đừng tới đây bất hủ tiên tử hô to nàng hiện tại toàn thân quấn vòng quanh tịch diệt chi lực tiểu dương tử nhiễm phải một chút cũng sẽ chết đậu đậu xám rơi xuống đất từng bước một tới gần nằm dưới đất bất hủ tiên tử xem ở tiểu hà trên mặt mũi ta có thể lưu lại ngươi một mạng nhưng trừ ngươi bên ngoài tất cả mọi người đều phải chết đậu đậu xám quay đầu nhìn hướng lục dương ánh mắt bên trong là nồng đậm đến tan không ra sát cơ nhất là ngươi biết được ta tồn tại lợi dụng ta giải quyết ứng thiên thi bất hủ tiên tử lung la lung lay đứng dậy ngăn lại đậu đậu xám đường đi ánh mắt hung lệ tiểu dương tử là ta bảo bọc người, ai cũng không cho phép đụng hắn, nàng quay đầu nhìn về phía lục dương, đau thương cười một tiếng. Tiểu dương tử, ta thật không nỡ ngươi a, à. tiên tử ngươi muốn làm gì, lục dương quá sợ hãi, muốn liều mạng xông đi lên ngăn cản. Nhưng đã quá muộn, bất hủ tiên tử phản phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, linh hồn phát sáng, nguyên bản ảm đạm linh hồn tràn đầy bắt đầu không, không chỉ là tràn đầy, mà là hoàn toàn biến thành huyết nhục chi khu, đậu đậu xám khiếp sợ nhìn xem bất hủ tiên tử, đây là lấy bất hủ đạo quả biến ra một bộ nhục thân bất hủ tiên tử gắt cao nhìn chằm chằm đậu đậu xám bị chấn kinh đến đôi mắt từng chữ nói ra nói ra ta vốn không muốn đi đến một bước này là ngươi bức ta bất hủ tiên tử đạt được nhục thân một khắc này hôi đậu đậu như lâm đại địch đối phương lại có đạt được nhục thân năng lực bất quá cũng tốt đối phó chỉ có linh hồn bất hủ tiên cho dù đánh thắng cũng không có cảm giác thành tựu tiên đạo sát quyền tiên tử quyền pháp hai thân ảnh đồng thời biến mất tại nguyên chỗ hôi đậu đậu ra quyền nhanh nhưng bất hủ tiên tử ra quyền càng nhanh một quyền đánh vào hôi đậu đậu phần bụng đau hôi đậu đậu phun ra một ngụm tiên huyết tiên huyết ăn mòn đại địa từ từ bốc khói trực tiếp từ mặt đất ăn mòn tới lòng đất đụng phải bốn tiên thiết trí kết giới mới đình chỉ hai người trong chớp mắt giao thủ trăm ngàn lần liền thanh hà đều thấy không rõ hai người giao thủ trải qua chỉ có thể thông qua không gian vỡ vụn phương hướng xác định các nàng đánh đến nơi đó dù vậy thanh hà cũng cùng không bên trên tiết tấu từ đầu đến cuối chậm một bước liền thanh hà đều là như thế những người khác thì càng không cần nói hôi đậu đậu bị đánh liên tiếp bại lui cánh tay chấn động đến rung lên bất hủ tiên tử khí lực lớn kinh người nàng tại lực lượng so đấu bên trên thế mà hơi chiếm cứ hạ phong trước đó bất hủ tiên tử cùng hôi đậu đậu lúc chiến đấu rất ít ra quyền nàng biết chỉ có linh hồn mình về mặt sức mạnh là không kịp hôi đậu đậu có thể đã nàng hiện tại cũng một lần nữa đạt được nhục thân cũng không có cái này lo lắng nguyên lai like đây mới là ngươi thực lực chân chính sao bất hủ hôi đậu đậu từ xuất đạo đến nay chưa bại một lần thậm chí chưa hề rơi vào qua hạ phong đây là nàng lần thứ nhất gặp phải tại nhục thân bên trên siêu việt mình tồn tại dạng này mới đúng dạng này ta thắng mới có cảm giác thành tựu đối mặt đạt được nhục thân bất hủ tiên tử hôi đậu đậu hoàn toàn không sợ nàng cùng bất hủ tiên tử vốn là cùng một người ngưng tụ vô địch đan cả đời bất bại đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin la hán quả quyền, cam thảo quyền, tổ kỷ tử quyền, đương quy quyền. Bất hủ tiên tử liên tục ra quyền, mỗi một quyền đều cùng bên trên một quyền khác biệt, biến hóa đa dạng, khó lòng phòng bị. Tiên tử quyền pháp có thể thân là thuốc, thân hóa vạn cỏ, sinh cơ vĩnh tồn, để cái này một phương khu vực nặng hoáng sinh cơ, cùng tịch diệt chi lực chống lại. Đồng dạng, cũng có thể đem dược thảo lực lượng đánh vào đối phương thể nội, can thiệp đối phương kinh mạch vận chuyển. Ngũ hành đại độn, đây là động pháp đồng dạng cũng là cấp tốc pháp hôi đậu đậu như long phượng nhảy múa tốc độ gần như đạt tới tốc độ ánh sáng sau mượn dùng cấp tốc đạo quả hình thức ban đầu mạnh quân tử tốc độ nhanh hơn bất hủ tiên tử lấy bất biến ứng vạn biến nàng đứng tại chỗ nhắm lại hai con ngươi lấy tiên thức dò xét mặc cho hôi đậu đậu quay chung quanh mình xoay tròn hôi đậu đậu bắt lấy khe hở hiện thân bộc phát thần mang sát quyền đánh phía bất hủ tiên tử ở chỗ này tại hôi đậu đậu xuất thủ một khắc này bất hủ tiên tử bắt lấy thời cơ, phát sau mà đến trước, song quyền va chạm, dư ba tại trong vũ trụ khoái động, chấn vỡ vô số ngôi sao hư ảnh, thậm chí có cổ phát phù văn xuất hiện, lại rất nhanh biến mất, như thượng cổ bốn tiên ở đây, liền sẽ nhận ra loại này cổ phát ký hiệu là nương theo thế giới sinh ra mà xuất hiện, ban sơ nguyên thủy nhất phù văn. Bất hủ chi lực cùng tịch diệt chi lực va chạm, lại có diễn hóa thế giới khuynh hướng, chỉ bất quá bây giờ thế giới vẫn còn, hoàn cảnh cùng thời cơ không đúng, nguyên thủy phù văn không thích hợp tồn tại ở nơi này thôi. Theo hai loại lực lượng va chạm, lại có tiểu thế giới sinh ra, nguyên thủy phù văn có thể tồn tục tại tiểu thế giới bên trong, nhưng rất nhanh, tiểu thế giới không chịu nổi tịch diệt chi lực, nổ bể ra tới. Hôi đậu đậu đẫm máu không ngừng, nàng sinh mệnh lực lại như thế nào tràn đầy, tiên khu lại như thế nào cường đại có thể tự lành, cũng không sánh bằng có được bất hủ đạo quả bất hủ tiên tử, bạo, quanh 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 không giống với trước đó tự bạo, lần này liên tục tự bạo là tiên khu tiên hồn hoàn toàn bạo tạc, hiệu quả cùng thời kỳ thượng cổ trên lệch không, hôi đậu đậu vốn muốn cùng trước đó đồng dạng ngạnh kháng, nhưng ở đợt thứ nhất bạo tạc bên trong liền khiếp sợ phát hiện lần này bạo tạc. Quy lực cùng trước đó không thể so sánh nổi, tuyệt đối không thể ngạnh kháng, phá hủy, không gian, khái niệm, chỉ cần phá hủy không gian khái niệm, khoảng cách giữa hai người hoặc là sẽ vô hạn xa, hoặc là sẽ vô hạn gần, hết thảy đều là không biết, chỉ có dạng này mới có thể ngăn dừng chân tiếp xuống bạo tạc không gian, khái niệm bất hủ, bất hủ tiên tử trực tiếp hóa chặt không gian khái niệm, hôi đậu đậu mọi việc đều thuận lợi chiêu thức tại bất hủ đạo quả trước mặt không dùng được. Trong lúc vội vàng hôi đậu đậu lấy tịch diệt chi lực chế tạo tầng tầng màn trắng, bao khỏa mình, nhưng liên tiếp bạo tạc đem từng tầng từng tầng màn trắng nổ tung, nổ hết cả. À? Theo tầng cuối cùng màn trắng biến mất, tiếng nổ cũng đột nhiên biến mất, an tĩnh dọa người, chỉ có bạo tạc sinh ra bụi trần nói nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Bỗng nhiên bụi trần nhô lên, bất hủ tiên tử xuyên qua bụi trần, lóe lên đến hôi đậu đậu trước mặt. Thời gian tại thời khắc này đình trệ, hôi đậu đậu sao động tâm cũng an tĩnh lại, nàng cảm giác mình giống như là đang soi gương, mình trong kính hoàng mỹ không một tì vết, bị tất cả mọi người yêu thích. Người trong kính vỡ vụn, nổ tung, hôi đậu đậu bị vô tận bạo tạc nuốt hết. Đường hôi đậu đậu lại lần nữa tỉnh lại, phát hiện nàng ngay tại hạ lạc, phía dưới chính là yêu thành. Nàng bản năng muốn tiếp tục chiến đấu, lại phát hiện nhục thân của mình cùng linh hồn đều đã biến mất hiện tại chèo chống nàng bất quá là một điểm ý thức thôi cuối cùng vẫn là thua a thua tốt triệt để chỉ sợ một lần nữa cũng là giống nhau kết quả bất hủ ngươi nói đúng ta quả nhiên không thành được ngươi hôi đậu đậu cảm khái nhìn xem bồi mình cùng nhau hạ lạc hoặc là nói bồi mình đi đến cuối cùng một đoạn đường bất hủ tiên tử bất hủ tiên tử thần sắc phức tạp nhìn xem một chính mình khác ngươi hiểu lầm ta ý của ta là ngươi có thể làm chính ngươi, ta nghĩ tiểu hà cũng là ý tứ này. Nghe được bất hủ tiên tử giải thích, nàng thần sắc thoải mái, là sao, nguyên lai các ngươi đều là ý tứ này. Việc đã đến nước này, đã không trọng yếu. Hai người tiếp tục trên không trung hạ lạc, lâm vào trầm mặc, ai cũng không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Một lát trầm mặc về sau, hôi đậu đậu giống như là nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, ta một mực gọi ngươi bất hủ tiên, vậy ngươi có danh tự sao, ta gọi hoàng đậu đậu. Ha 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 ha, ngươi đây là cái gì tên kỳ cục? Mặc dù bây giờ không đúng lúc, nhưng nàng vẫn là cười ra tiếng, tùy ý chế dở bất hủ tiên tử danh tự, như không phải hiện tại chỉ còn lại ý thức, nàng đều có thể cười ra nước mắt. Tên của ngươi cùng ứng thiên tiên bốn người bọn họ danh tự hoàn toàn không đáp nha, ta còn tưởng rằng tên của ngươi sẽ càng bá khí một chút. Giờ khắc này nàng cảm thấy mình không còn là lấy băng lãnh gương mặt kỳ nhân tịch diệt tiên, mà là bộ lạc phá diệt trước đó cái kia vô ưu vô lự không cần che giấu bất luận cái gì tình cảm tiểu nha đầu vậy ta đâu ta có danh tự sao có ngươi gọi hôi đậu đậu là tiểu dương tử cho ngươi đặt tên đặt tên trình độ thật lười đúng vậy a à, ngươi còn có cái gì muốn nói sao hôi đậu đậu cười lắc đầu quay đầu nhìn hướng hướng mình chạy như bay đến thanh hà dùng hết sau cùng khí lực lớn âm thanh khoe khoang bi tiểu hà ngươi nói sai ta có danh tự ta gọi hôi đậu đậu. Thanh Hà vội vàng đưa tay đi bắt hôi đậu đậu, nhưng nàng thân ảnh sớm đã hóa thành điểm điểm quần sáng, trên không trung tiêu tán, cái gì cũng không có bắt lấy. Mở ra không có vật gì hai tay, Thanh Hà có loại thất vọng mất mát cảm giác. Cái kia cưỡng ép đem mình giữ ở bên người 30 vạn năm lão bản, cuối cùng vẫn là đi rồi sao, không cần lại lưu tại hôi đậu đậu bên người, rốt cuộc đạt được tự do, Thanh Hà cũng không có cái gì đạt được giải thoát vui vẻ tâm tình, ngược lại là trong lòng vắng vẻ, có loại nói không ra tư vị. Khụ khụ khụ, bất hủ tiên tử kịch liệt ho khan, một trận chiến này đánh cũng không dễ dàng, nàng bất hủ chi lực khắc chế tịch diệt chi lực, tịch diệt chi lực đồng dạng khắc chế bất hủ chi lực. Cả hai va chạm, bất hủ tiên tử bị thương cũng không nhẹ. Tiên tử ngươi không sao chứ. Lục dương một cái đi nhanh xông lại, ôm lắc lắc ung dung suýt nửa ngã sắp xuống bất hủ tiên tử. Nhìn qua mình đầy thương tích bất hủ tiên tử, lục dương đau lòng bắt đầu trước đây bất hủ tiên tử đều là tiên hồn không cách nào đụng vào đây là lục dương lần thứ nhất chạm đến bất hủ tiên tử thân thể nhưng chưa từng nghĩ là dưới loại tình huống này vừa rồi tiên tử cùng mình phân biệt đơn giản giống như là lâm chung cáo biệt đem lục dương dọa đến mất hồn mất phía tiên tử chậm chạp không có khôi phục tiên khu lại tại trong quá trình chiến đấu cưỡng ép khôi phục khẳng định là bỏ ra không thể nghịch chuyển đại giới hủ tiên tử nằm tại lục dương trong ngực thần sắc cảm đạm tiếng như rùi mũi lại cười đi ra thế nào bản tiên nói được thì làm được, không cần đến vân nha đầu, bản tiên liền có thể giải quyết nàng, bản tiên nói có thể bao lại ngươi, chính là có thể bao lại ngươi. Còn tưởng rằng muốn rơi cái đồng quy vu tận kết quả, lúc này mới cùng ngươi cáo biệt, may mắn bản tiên cao hơn một bậc. Đại nhân, đại đương gia, bất hủ A tỷ, thanh hà, vân mộng mộng cùng kim thải vi vây quanh bất hủ tiên tử, trên nét mặt tràn ngập lo lắng. Bất quá nàng thật đúng là khó đối phó bất hủ tiên tử mấy chuyến nếm thử đứng dậy, đều không làm gì được, cuối cùng đều là thất bại. Tiên tử ngươi chớ nói chuyện, ta cái này mời đại sư tỷ tới cứu ngươi, lục dương lo lắng nói, tiên tử dạng này thấy thế nào đều không giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Không cần đến, ta hiện tại loại trạng thái này, vân nha đầu tới cũng vô dụng. Thân thể nàng dần dần tiêu tán, lại lần nữa khôi phục thành linh hồn trạng thái, tiến vào lục dương tinh thần không gian, thuần thục nằm ở trên giường, trên giường truyền đến nàng hơi thở mong manh âm thanh nguyên bản ta còn cần trăm năm thời gian mới có thể khôi phục tiên khu bây giờ cưỡng ép khôi phục sợ là lại muốn qua hai trăm năm mới có thể hoàn toàn khôi phục tiểu dương tử còn muốn tiếp tục làm phiền ngươi không phiền phức không phiền phức không có việc gì liền tốt ngươi muốn ở bao lâu cũng được lục dương vội vàng nói chỉ cần bất hủ tiên tử không có việc gì làm sao đều được thanh hà vân mộng mộng cùng kim thải vi cũng đều thở dài ra một hơi không có đại sự liền tốt Thanh Hà trong đầu hiện lên một đạo nghi vấn, đại nhân vì cái gì muốn ở tại lục dương tinh thần không gian, nhìn Vân Mộng Mộng cùng Kim Thải Vi đều không có quá lớn phản ứng, chẳng lẽ nói trước đây đại nhân vẫn luôn ở chỗ này, đánh, đánh xong A, Chu Thi nơm nớp lo sợ nhỏ giọng hỏi thăm mình, một trận chiến này quả thực đem hắn dọa cho phát sợ, thậm chí bắt đầu sinh ra muốn ngủ tiếp ý niệm trở về. Nguyên bản hắn tại thời kỳ thượng cổ lựa chọn ngủ say, cũng là bởi vì gặp gỡ thượng cổ bốn tiên nhân chiến phía sau màn hắc thủ, cảm thấy thượng cổ quá nguy hiểm, ngủ cái mấy chục vạn năm lại tỉnh lại, thế gian liền yên tĩnh. Kết quả khá lắm, tỉnh ngủ tiếp tục phát sinh loại này cấp bậc chiến đấu, vẫn là tại đỉnh đầu hắn phát sinh, đơn giản muốn mẹ ruột mệnh. Không được không được, ta chính là mở ra đại thế chi tranh thiên tuyển người, nếu là hiện tại ngủ say, chẳng phải là liền bỏ qua đại thế chi tranh, Chu Thiên vẫn rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ, hắn dù sao cũng là bên ngoài yêu vực chi chủ, có thụ kính ngưỡng yêu đế, đây chính là tại thời kỳ thượng cổ không hưởng thụ được đại ngộ nhiều lắm là chính là vận khí không tốt lắm, thành lập yêu quốc thời điểm đụng tới Khương Liên Y thức tỉnh, hiện tại lại gặp phải song tiên chiến. Chờ một chút, nói đến làm sao mỗi lần xảy ra chuyện đều có lục dương đại ca tại, Chu Thiên, nơi này phát sinh qua cái gì, mới vừa rồi là ai tại chiến đấu, yêu thành đâu, Khương Tỷ tốt, Ngao Tỷ tốt. Ngao Linh cùng Khương Liên Y trùng hợp đều tại yêu vực, các nàng cảm ứng được yêu thành bạo phát kinh khủng chiến đấu, vội vàng chạy đến xem xét chạy đến thời điểm chiến đấu đã kết thúc, lớn như vậy yêu thành đều không thấy tâm hơi, chỉ chừa lại một người nói nhỏ chu thiên. Là lục dương sư huynh, hai nữ mắt sắc, liếc mắt liền thấy yêu thành địa chỉ ban đầu hố to có lục dương, cũng không hỏi chu thiên, bay thẳng đi qua. Thanh hà muội muội cũng tại, gặp gỡ xa cách hơn 30 vạn năm thanh hà, hai nữ phá lệ vui vẻ. Linh tỷ liên y tỷ Hai nữ đến hòa tan hiện trường hậm hực không khí, Thanh Hà rất sớm liền nghe nói nhau Linh cùng Khương Liên y thức tỉnh sự tình, chỉ là thoát thân không ra. Vừa rồi đã xảy ra gì đó, hai nữ nghe xong Lục Dương giảng thuật, không khỏi một trận thổn thức, Ngao Linh cảm xúc so Khương Liên Y càng lớn, Khương Liên Y rất sớm liền ngủ say, không biết Tân Hỏa Vương Triều cùng hôi đậu đậu sự tình, Ngao Linh là tại Tân Hỏa Vương Triều thành lập về sau mới ngủ say. Bất hủ tỷ tỷ không có sao chứ, Lục Dương liếc mắt nhìn tại tinh thần không gian, nằm ở trên giường ngủ say bất hủ tiên tử, hồi đáp, không có việc gì, chính là ngủ thiếp đi cũng không biết bất hủ tiên tử là đang làm gì mộng, miệng hơi cười. Bất hủ tiên tử lặng lẽ meo meo mở ra một con mắt, xác nhận tiểu dương tử đi về sau, lại ngủ trở về. Tuế Nguyệt Tiên dạy biện pháp này thật đúng là có tác dụng. Các ngươi hiện tại định làm như thế nào? Cương Liên Y hỏi. Về Tông Môn. Vậy chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Cương Liên Y cùng Ngao Linh nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, khẳng định không thể giải xong liền đi, còn nữa nói thanh hà khẳng định cũng là muốn đi theo đi vấn đạo tông vừa lúc ở trên đường tự ôn chuyện minh uyên đạo nhân xử lý như thế nào vân mộng mộng hỏi chiến đấu ngay từ đầu minh uyên đạo nhân liền bị kim thải vi ép thành mặt phẳng lưu tại yêu thành lục dương nghĩ nghĩ tù phong thêm một cái thiếu một cái độ kiếp kỳ không quan trọng lần chiến đấu này đối yêu thành mà nói là tai họa bất ngờ cũng thật sự là làm khó tiểu chu dứt khoát đem minh uyên đạo nhân để lại cho tiểu chu được rồi yêu đế phối cái bác tinh linh trù nói ra cũng coi như có mặt mũi. Minh Uyên đạo nhân giao cho Chu Thiên xử lý, chúng ta về nhà. Lục Dương hô. Trước khi đi, Kim Thải Vi đem yêu thành khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Trên đường về nhà, Lục Dương bị vây quanh, bên tay trái là Vân Mộng Mộng, bên tay phải là Ngao Linh, Khương Liên Y, Thanh Hà cùng Kim Thải Vi, cười cười nói nói. Giống như chỉ một mình hắn không phải bán tiên, Lục Dương bị năm tên bán tiên hộ tống đến vấn đạo tông, đây là thượng cổ bốn tiên đều không có đãi ngộ có thể nói phong quan vô lượng đáng giá đại sư tỷ tự mình tại cửa ra vào nghênh đón đại sư tỷ lục dương gặp gỡ đại sư tỷ giống như là gặp được chủ tâm cốt phi thường kích động tiểu chi chúng ta trở về á vân mộng mộng cười hì hì chào hỏi lần này đi ra ngoài có thể thật sự là từng trải vân nha đầu khụ khụ nghĩ không ra ta còn có thể sống được nhìn thấy ngươi bất hủ tiên tử tỉnh ngủ từ tinh thần không gian bay ra. Gặp gỡ bất hủ tiên tử hư nhược không còn hình dáng, Vân Chi mặt lộ vẻ quái dị thần sắc, há to miệng, chung quy là đem lời muốn nói nén trở về. Rất sớm trước kia, Vân Chi liền nhìn ra bất hủ tiên tử tùy thời đều có thể khôi phục tiên khu, chính là một mực ỷ lại tiểu sư để tinh thần không gian không đi. Nói thế nào bất hủ tiên tử là tiền bối, không thể không lưu lại mặt mũi kiên quyết nàng từ tiểu sư để tinh thần không gian đuổi đi ra, Vân Chi liền nghĩ cùng loại tiểu sư để gặp được nguy hiểm, tiên tử tiền bối xuất thủ, tiên tử tiền bối liền không có lý do đợi tại tinh thần không gian. Lục Dương Ba Phen mấy lần đụng phải nguy hiểm, không cách nào kêu gọi Vân Chi, sau đó nàng đều không chuẩn bị cho Lục Dương lưu lại bảo mệnh biện pháp, nguyên nhân cũng ở chỗ đây. Không nghĩ tới cái này mấy lần đều không cần tiên tử tiền bối xuất thủ, tiểu sư đệ vẫn như của bình yên vô sự. Vốn cho rằng sám tiên tử thực lực đủ mạnh, tiên tử tiền bối không khôi phục tiên khu khẳng định đánh không lại, Nhìn như bây giờ, tiên khu là khôi phục, sau đó lại biến không có, Bất Hủ tiên tử nhìn Vân Chi một chút, Vân Chi cũng nhìn Bất Hủ tiên tử một chút, hết thảy đều tại ánh mắt bên trong. Vân Chi trở nên đau đầu, quả nhiên thế gian mọi loại sự tình, chỉ có tu luyện là nhất bất lo. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, tất cả vào đi. Vân Chi đem tất cả mọi người mời đến Thiên môn phong, bốn thanh ghế dự hoàng đế tại lúc này lộ ra quá ít mọi người dứt khoát ngồi dưới đất a vân mộng mộng chào hỏi mọi người nói tìm cái dưới bóng cây móc ra đóng quân giả ngoại dùng tấm thảm trải trên mặt đất tiếp lấy lại những trữ vật lấy ra từ phiên chợ thượng phẩm hưởng qua ăn ngon đây đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa đạt được nàng cùng thanh hà song trọng công nhận mỹ vị đặc biệt dẫn trở về cho tiểu chi nếm thử lấy ra cho mọi người cùng nhau ăn bốn bỏ năm lên cũng liền tương đương với cho tiểu chi nếm qua đều là người một nhà không có gì khách khí tất yếu Lục Dương cầm lấy một khối chưa thấy qua dài mảnh điểm tâm, bề ngoài xốp giòn, bên trong lại là bánh nhân thịt, ăn rất ngon. Lục Dương chỉ ở ngày thứ nhất thời điểm đi phiên chợ bên trên, đằng sau chính là tại cùng kỳ tộc bế quan tu hành trù nghệ, không có đem phiên chợ bên trên Mỹ thực ăn xong. Bánh ngọt loại vật này, thêm nóng nói sẽ tốt hơn ăn nha. Vân Mộng Mộng nhắc nhở, tìm nơi nương tựa Vân Chi ngắn mũi mấy năm thời gian, nàng đã trưởng thành là trắc tuyệt nhà phê bình ẩm thực. Lục Dương biết nghe lời phải, dùng tam vị chân hỏa thêm nóng, quả thật hương vị càng cái trước cấp độ, bắt đầu ăn càng thêm sốt giòn, bánh nhân thịt nước canh cũng tan ra bão nước. Đồ tốt không thể độc hưởng, Lục Dương ném ra ngoài tam vị chân hỏa hỏa đoàn, tung bay ở không trung, ai nguyện ý dùng ai liền dùng. Mọi người lúc này mới ôn tập sự kiện lần này. Vân Chi vừa ăn vừa nghe, liên tiếp gật đầu chủ yếu là nàng ăn xong một khối hảo tỉ muội liền lập tức đem khối tiếp theo nhét vào trong tay nguyên lai xám tiên tử còn có loại kinh nghiệm này vân chi cũng có chút thổn thức nhưng cũng biết đây là kết quả duy nhất xám tiên tử cường đại không thể nghi ngờ tiên tử tiền bối cùng nàng giao thủ cũng không dám lưu thủ bắt sống độ khó cực lớn mà lại lấy xám tiên tử tính cách chỉ sợ cũng không cho phép mình bị bắt sống xám tiên tử tiếp cận siêu thoát vân chi còn chưa hề cùng loại này người đã từng quen biết muốn hiểu rõ hơn một chút có quan hệ siêu thoát cảnh giới này phía sau màn hắc thủ cho tả sử tiên nhìn thấy quá khứ đến tột cùng là thế nào làm đến căn cứ vào hợp lý điều kiện tiên quyết tiến hành giả thiết vân chi nhíu mày can thiệp nhìn thấu đạo quả cái này đã siêu việt nhân quả đạo quả năng lực chẳng lẽ nói phía sau màn hắc thủ không chỉ có một viên đạo quả nhưng đây là không thể nào mới đúng trên lý luận thông phệ một mạch đạo quả mới có thể sát nhập thông tính mặt khác đạo quả mà thông phệ đạo quả là trung thiên đế quân đạo quả đạo quả có duy nhất tính Phía sau màn hắc thủ có được thông phệ đạo quả lời nói, trung thiên đế quân liền không khả năng có. Thanh Hà tiền bối ngày sau có tính toán gì, đại nhân ở nơi nào, ta ngay tại chỗ nào. Thanh Hà kiên định nói, nàng muốn tiếp tục truy tìm đại nhân bước chân. Nói câu nói này thời điểm, Thanh Hà cảnh giác nhìn xem Lục Dương, nói cái gì cũng không thể lại để cho đại nhân nhận loại này người ô nhiễm, Lục Dương không quá lý giải Thanh Hà tiền bối vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn xem mình tự hồ vị tiền bối này vừa gặp gỡ mình thời điểm liền có địch ý, nghe tiên tử nói thanh hà tiền bối là nàng đệ nhất tín đồ, thành tính nhất, chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình đối tiên tử không tốt. Lục Dương cảm thấy mình đối tiên tử thật tốt, bao ở, bồi chơi, tiếp nhận khảo nghiệm, tùy ý đoạt xá, liều mình nghe hát lịch sử. Tính toán không nghĩ, nàng đều lấy bất hủ tiên tử là tín ngưỡng, mình lý giải không được ý nghĩ của nàng cũng bình thường. Đúng rồi Tiểu Hà, ngươi biết ta sao bắt cực đi đâu không, sao bất cực là bất hủ tiên tử duy nhất trưởng quản sao trời chung giấu lấy vô số tiên bảo giá trị không thể đo lường bất hủ tiên tử còn nhớ rõ mình hướng tiểu dương tử hứa hẹn qua chờ tìm được sao Bắc cực liền có thể để tiểu dương tử khai tông lập phái làm mưa làm gió phía sau màn hắc thủ giết chết bất hủ tiên tử về sau thế nhân quên đi bất hủ tiên tử tồn tại thanh hà cũng không ngoại lệ nhưng nàng lại một mực nhớ kỹ sao bất cực song sinh hà tử mẫu hà đối nàng mà nói mười phần trọng yếu bởi vậy thừa dịp thượng cổ bốn tiên cùng phía sau màn hắc thủ giao chiến công phu, đem những này đồ vật đều dời đi. Sao bắt cực lời nói, bị ta chuyển dời đến hộp thế giới ở ngoài. Thanh Hà hổ thẹn nói, nàng đem sao bắt cực chuyển dời đến khoảng cách trong chiến đấu nơi vô cùng xa xôi, đến mức bốn tiên luyện chế hộp thế giới thời điểm cũng không có đem sao bắt cực bao quát tại bên trong. Không có việc gì không có việc gì, có tiểu dương tử tại, chúng ta sớm tối có thể mở ra hộp thế giới bất hủ tiên tử cũng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng, đây không phải cái đại sự gì. Tiên tử, ta là thấy được hộp thế giới bị mở ra, không phải ta mở ra. Lục Dương nghiêm túc cải chính, hắn cũng không có như thế lớn bản sự. Đều không khác mấy. Hộp thế giới sẽ mở ra sao? Ngao Linh, Khương Liên Y, Kim Thải Vi Tam nữ hỏi, con mắt lóe sáng lập lòe. Mặc dù hộp thế giới đủ lớn, nhưng thời kỳ thượng của ngôi sao đầy trời cũng rất tốt, các nàng đều rất hoài niệm thời kỳ thượng cổ sáng chói tinh không đương nhiên, bị các nàng đánh nát sao trời cũng không phải số ít. Chỉ là thấy được tương lai một góc, không thấy phải là thật. Lục Dương nói bổ sung, Tế Nguyệt Tiên đều nói tương lai là không xác định, đừng đến lúc đó hộp thế giới không có mở ra, để tam nữ không vui một trận. Tiểu Hà tỷ, ngươi muốn gia nhập chúng ta bất hủ nhất mạch sao? Vân Mộng mộng hỏi, bất hủ nhất mạch càng lớn mạnh càng tốt. Tiểu Hà tỷ trường sinh đạo quả hình thức ban đầu tính nửa cái bất hủ nhất mạch. Tiểu Hà gia nhập bất hủ nhất mạch đi, ngươi làm tam đương gia, bất hủ tiên tử cười hì hì nói, bố yếu kiểm lao khổ công cao, cẩn trọng làm nhiều năm như vậy, lên tới tứ đương gia đều không có gì lời oán giận, cũng nên lên tới ngũ đương gia. Thanh Hà bối rối khoát tay, kinh sợ, ta thiên tư ngu dốt, nơi nào có tư cách gia nhập đại nhân một mạch. Lục Dương trong lòng tự nhủ ngươi thiên tư ngu dốt, là chỉ ngươi trường sinh đạo quả hình thức ban đầu tu luyện tới viên mãn sao thanh hà cũng không phải là lần thứ nhất cự tuyệt gia nhập bất hủ nhất mạch sớm tại thời kỳ thượng của nàng đã cảm thấy mình không xứng với bất hủ tiên tử cự tuyệt cái này một đề nghị nàng hiện tại vẫn là cảm thấy như vậy thêm a à, thêm a à, thanh hà kiên định cự tuyệt tiên tử đề nghị vậy ngươi gia nhập chúng ta vương triều đậu nành đi vân mộng mộng tiếp tục chào hàng nàng sở thuộc thế lực phi thường tận tụy vương triều đậu nành thanh hà buồn bực chưa nghe nói qua cổ thế lực này a, à, là đại đương gia thành lập vương triều, có thể khó lường đâu, ta là lễ bộ thượng thư, ngao linh ba vị tỷ tỷ là đại tướng quân, hạ đế là thừa tướng, nhị đương gia là trụ quốc đại thần, đại nhân thành lập vương triều. Thanh Hà giật nảy cả mình, hơi có chút cảm động, không nghĩ tới đại nhân không có trợ giúp của mình cũng có thể thành lập cái này vượt ngang yêu vực, Đông Hải cùng trung ương đại lục thế lực lớn. Ta gia nhập, vậy ngươi muốn làm cái gì quan? Bất Hủ tiên tử hỏi bọn hắn vương triều đậu nành khác không nhiều, chính là nhàn rỗi quan chức nhiều, hiện tại gia nhập quan chức tùy ý chọn. Sử quan Ta nghĩ viết cái bất hủ tiên tử cùng lục dương sinh ly tử biệt tràn cảnh, làm sao các ngươi đều không mắc mưa. Ngày 14 tháng 10, mưa nhục sự là hỏng bếp tin tức tốt, bão cát đột kích, ta mặc dù dựa vào nhà bảo tàng tránh thoát bão cát, nhưng ta bình dưỡng khí bị vạch phá, nhất định phải đuổi tại dưỡng khí hoàn toàn tiết lộ trước đó chạy về phi thuyền ta giành giật từng dây hướng phi thuyền phương hướng chạy, đồng thời ta cũng liên hệ thi vương đến đây tiếp ứng ta, tại ta hôn mê trước đó đều không nhìn thấy phi thuyền. Ta tỉnh lại đã là 10 ngày sau, theo zombie tinh cầu ý chí miêu tả, là sĩ thi vương đem ta mang về phi thuyền, thật sự là phải thật tốt cảm ơn nàng. Nguyên bản còn muốn tiếp tục đi nhà bảo tàng đi dạo một vòng, nhưng tinh cầu ý chí cùng thi vương nhóm cũng không nguyện ý để ta lại rời đi phi thuyền, sợ ta gặp lại tương tự nguy hiểm. Xác thực, không thể lại bởi vì tò mò tâm mà mạo hiểm. Một tấm những nét đơn giản họa, là bích họa bên trên nữ tiên, ta đối bích họa bên trên miêu tả tiên nhân cảm thấy rất hứng thú, hoặc nhìn là một nữ tiên, là thật có cái này danh nữ tiên sao, vẫn là nói là trên viên tinh cầu này cổ nhân đối với không biết sự vật mỹ hảo huyễn tưởng, huyễn tưởng ra một ôn nhượng như nước nữ tính tiên nhân, đáng tiếc khoảng cách hiện tại quá xa, đã không có người có thể đưa ra ta đáp án. Ta hướng hai vị tinh cầu ý chí hỏi thăm liên quan tới tiên nhân sự tình, các ngài đều lắc đầu nói không biết. Dựa theo các ngài thuyết pháp, tại tiên nhân biến mất rất lâu về sau, các ngài mới đản sinh, cũng không tận mắt nhìn đến tiên nhân, bất quá căn cứ trái đất bên trên liên quan tới tiên nhân truyền thuyết, trái đất tinh cầu ý chí cho rằng tiên nhân là chân thực tồn tại. Trong viện bảo tàng cất giữ những vật khác đều rách nát không chịu nổi, bất quá vẫn là có thể từ đó nhìn ra bọn hắn đã từng huy hoàng qua văn minh, cùng tại sinh mệnh biến mất thời khắc liều mạng nghĩ tại thế gian này lưu lại chút gì chút thiên văn minh thật sự là ghê tởm, cũng thật sự là đáng sợ. Trí thi vương liên hệ ta, phi thuyền đã tự hành chữa trị hoàn thành, có thể lên đường, lại lần nữa lên đường có chút thấp thỏm, nghỉ ngơi một ngày. Tốt, khi trẫm liền nhận mệnh ngươi là triều ta sự quan, ghi chép bản triều sự tình, bất hủ tiên tử phi thường chú trọng nghi thức cảm giác, nhận mệnh thanh hà thời điểm lấy trẫm xưng hô mình, lắc mình biến hóa, mặc hoàng bào, hoàng bào phía trước theo lên mình, đằng sau theo lên đại sư tỷ. Tạ Thánh Thượng, tới tới tới, chúng ta chúc mừng một chút. Vân Mộng Mộng nâng chén hô, Vương Triều Đậu Nành lại tăng thêm một viên đại tướng, thật sự là thật đáng mừng. Vân Chi do dự mình muốn hay không nâng chén chúc mừng, ngồi ở chỗ này có vẻ như loại trừ mình, đều là Vương Triều Đậu Nành người. Bất quá tiên tử tiền bối có vẻ như không có chú ý tới điểm này, đưa ra đêm nàng cũng chiêu mộ được Vương Triều Đậu Nành. Được rồi, đừng quá làm người khác chú ý để tiên tử nghĩ đến mình, theo đại lưu a mọi người nâng chén chúc mừng vương triều đậu nành thế lực lớn mạnh vui vẻ hòa thuận đại nhân ngài là vẫn luôn ở tại lục dương tinh thần không gian sao thanh hà nhẫn nhịn một đường cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi lên vậy cũng không bản tiên từ lúc phục sinh về sau liền ở lại đây có thể dễ chịu nha nói lên tinh thần không gian bất hủ tiên tử mặt mày hớn hở hoa văn lộn xộn nửa ngày nhưng không biết tại hoa văn lộn xộn cái gì chợt nhớ tới mình trọng thương chưa lành vội vàng ho khan vài tiếng. Tới tới tới, chư vị ái khanh đều đến bản tiên tinh thần không gian tham quan tham quan. Tiên tử, đây là không gian tinh thần của ta. Lục Dương nhắc nhở. Vậy liền đều đến ta cùng tiểu Dương tử tinh thần không gian tham quan tham quan. Cứ việc Lục Dương một mực chủ trương đây là không gian tinh thần của mình, có thể bất hủ tiên tử di chuyển cái suy nghĩ, mở ra tinh thần không gian đại môn, mọi người liền có thể tùy ý tiến vào, Lục Dương chỉ có thể dương mắt nhìn thật xinh đẹp cung điện. Vân Mộng mộng ngẩng đầu xoay quanh, từ đáy lòng cảm thán. Quả thật không tệ. Vân Chi cũng gật đầu nói, mặc dù tiên tử tiền bối hoàng bào phẩm vị một lời khó nói hết, nhưng dựng cung điện phẩm vị vẫn rất có trình độ. Biết đại hạ hoàng cung đẹp mắt, chiếu vào đại hạ hoàng cung sao? Lục Dương tinh thần không gian có thể nói là vương triều đậu nành trung tâm, sắp đặt đậu nành hoàng cung, bất hủ tiên tử ngày thường liền ở tại Tẩm cung. Đại nhân muốn hay không đem đến không gian tinh thần của ta không gian tinh thần của ta càng lớn thanh hà nhiệt tình chào hàng chính mình mới không muốn bất hủ tiên tử không cần suy nghĩ liền cự tuyệt thanh hà đề nghị đợi tại tiểu dương tử tinh thần không gian tốt bao nhiêu mỗi ngày đều có việc hay phát sinh so thượng cổ thời điểm đều có ý tứ hơn nhiều hay là ngươi cũng ở chỗ này tinh thần không gian như thế lớn nhiều cái thanh hà cũng náo nhiệt một chút nói thực ra thanh hà tâm động có thể cùng đại nhân ở cùng một chỗ cố nhiên là tốt sự tình có thể cùng thời kỳ thượng cổ đồng dạng phục thị đại nhân còn có thể đề phòng lục dương từ đó cản trở bất quá nàng cũng có điều cố kỵ vậy ta thân thể thân thể đặt ở có thể thấy được địa phương mới an toàn bất hủ tiên tử sớm liền muốn tốt cái này đơn giản tiểu dương tử thanh phong kiếm ở trong chứa tiểu thế giới đem thân thể của ngươi tạm thời đặt ở chỗ đó liền tốt ta nghe đại nhân thanh hà lúc này linh hồn xuất khiếu Đem thân thể gửi ở Thanh Phong kiếm tiểu thế giới, linh hồn vào ở tinh thần không gian, hành động lực quả quyết lục dương đều không có kịp phản ứng. Vậy chúng ta hai cái có thể hay không cũng ở tại tinh thần không gian. Ngao Linh cùng Khương Liên y xem xét còn có cái này chuyện tốt, cũng tâm động bất hủ tiên tử nghi hoặc nhìn hai nữ, hai người các ngươi không phải muốn tìm Kỳ Lân tiên sao, ở tại ta chỗ này thích hợp sao? A à đúng, còn muốn tìm phu quân. Hai nữ một cao hứng, suýt nữa quên mất Kỳ Lân tiên sự tình bất hủ tiên tử dẫn theo mọi người tham quan đậu nành hoàng cung nơi này một viên ngói một viên gạch đều là bất hủ tiên tử dựng xa so với đại hạ hoàng cung quy cách cao hơn nhiều tham quan kết thúc về sau vân mộng mộng chủ động xin đi đại đương gia đã chúng ta vương triều đậu nành mới tăng một viên đại tướng muốn hay không lại lần nữa chinh chiến tiểu chi nàng cũng là vương triều đậu nành trung thần có kiến công lập nghiệp chi tâm mặc dù nàng cùng tiểu chi tình như tỉ muội nhưng thân ở hai đại đối địch trận doanh cũng chỉ có thể vứt bỏ dĩ vãng tình nghĩa, muốn, muốn đánh sao. Kim Thải Vi nắm lấy góc áo, khẩn trương nhìn chung quanh, quan sát mọi người phản ứng, lần trước cùng Vân Chi chiến đấu, cùng chém Dư thái rau đồng dạng bị đánh bại, cho nàng lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Lục Dương ở một bên nghe được khóe mắt trực nhảy, mộng mộng tỷ ngươi có thể đừng hết chuyện để nói sao, bất hủ tiên tử nghe được cái chủ ý này nhãn tình sáng lên, chợt ảm đạm xuống. Tỉnh táo trầm ổn lắc đầu, mặc dù vương triều đậu nành lớn mạnh, nhưng bây giờ cũng không phải là xuất chiến tuyệt hảo thời cơ. Khụ khụ, nguyên bản lấy Trẫm tu vi, có thể đánh với Vân Nha đầu một trận, chỉ tiếc Trẫm hiện tại thân chịu trọng thương, trong thời gian ngắn khó mà nhấc lên vận công chinh chiến, lần này tạm thời liền thả Vân Nha đầu một ngựa a. Lục Dương tức giận đấm chân, biểu thị trung tâm, bỏ lỡ cơ hội khó được a, ta Vương Triều đậu nành như mặt trời ban trưa, chính là chinh chiến tứ phương tuyệt hảo thời cơ, ta mặc dù tu vi khó khăn lắm, nhưng cũng nguyện ý vì thánh thượng đi theo làm tùy tùng sung làm đầy tớ chinh chiến xa trường, thật là đáng tiếc, lục dương vụng trộn nhìn thoáng qua mặt không thay đổi đại sư tỷ. Tin tưởng lấy đại sư tỷ trí tuệ, nhất định có thể nhìn ra mình mặc dù thân ở vương triều đậu nành, tâm nhưng thủy chung là tại đại sư tỷ bên này, đại sư tỷ sẽ không trách tội chính mình. Đối đi, tốt đáng tiếc. Vân mộng mộng cảm thấy lần trước vẫn rất chơi vui. Lục dương sợ vân mộng mộng lại sinh ra cái gì kinh khủng suy nghĩ, vội vàng viện bất hủ tiên tử hồi cung thánh thượng thánh thể không được tốt hồi cung nghỉ ngơi đi thôi một hồi ta còn muốn cáo tri ứng thiên tiên tiền bối tình hình chiến đấu mọi người rời đi tinh thần không gian trở lại riêng phần mình địa phương nên lưu tại vấn đạo tông lưu tại vấn đạo tông nên trở về đến yêu vực lưu tại vấn đạo tông nên trở về đến đông hải lưu tại vấn đạo tông lục dương nhìn ra ngao linh tam nữ là hà quyết tâm muốn tại vấn đạo tông ở một thời gian ngắn ngẫm lại cũng đúng thanh hà tiền bối ở chỗ này là phải ở lại chỗ này ôn chuyện. Hắn khởi hành tiến về Nguyệt Quế Tiên Cung, từ kinh hồng sư tỷ nơi này lấy được đen nhánh nhẫn cổ. Ứng Long Đại Tôn hoàn toàn như trước đây ở trên trời bay lượn, mắt rồng nhìn chầm chầm lục dương, ánh mắt sắc bén. Ngươi quả nhiên tới, nguyên bản ta còn muốn để kinh hồng đi tìm ngươi, hỏi thăm yêu vực đến tột cùng đã xảy ra gì đó, chỉ tiếc nàng thân ở luyện hư kỳ, tu vi chợt cao chật thấp, ra ngoài gặp nguy hiểm. Ứng Thiên Đại Ca, đã lâu không gặp thanh hà từ tinh thần không gian đi ra nàng không nghĩ tới lục dương thế mà đã tìm được ứng thiên tiên thanh hà ứng thiên tiên kinh ngạc lục dương tiểu tử này thật đúng là mỗi lần đều có thể mang đến cho hắn kinh hỷ lục dương nói xong yêu thành chiến trải qua ứng thiên tiên sau khi nghe xong trầm mặc hồi lâu tịch diệt tiên trở nên như thế cực đoan mấy người bọn hắn cũng có trách nhiệm ứng thiên tiền bối đã hôi đậu đậu đã biến mất ngài liền có thể hướng thế nhân tuyên cáo ngài tồn tại Lục Dương nói, ứng thiên tiên đã khôi phục lại thượng cổ trạng thái, trước đây sợ dĩ không rời đi những cổ, là sợ hôi đậu đậu uy hiếp, hiện tại uy hiếp tiêu trừ, hắn có thể rời đi. Ứng thiên tiên đầu rồng lắc đầu, hiện tại còn không phải thời cơ thích hợp. Lục Dương giật mình, chẳng lẽ ứng thiên tiên tiền bối trên thân xảy ra biến cố gì, bản tọa là bậc nào thân phận, đương nhiên muốn chọn một cái vạn chúng chú mục thời cơ, hướng thế nhân tuyên cáo bản tọa trở về. Mặc dù ứng thiên tiên tạm thời không có ý định công khai xuất thủ, bất quá không có hôi đậu đậu, hắn liền có thể rời đi những cổ tiểu thế giới. Lấy tu vi của hắn, không có người phát hiện hắn. Trọng yếu nhất chính là hắn có thể tùy ý điều động ứng kiếp đạo quả lực lượng, điều khiển thiên kiếp, ứng thiên tiên cùng thanh hà xa cách 30 vạn năm, riêng phần mình kinh lịch đều rất phong phú. Bất quá những kinh nghiệm này nói đến có chút mất mặt, cũng không cần phải giảng cho thanh hà nghe mặc dù thời kỳ thượng của thanh hà thường xuyên đi theo bất hủ tiên tử chứng kiến vô số mình kinh ngạc tràn diện mặt mũi rớt không sai biệt lắm nhưng đến tân hỏa vương triều thời kỳ mình thế nhưng là muốn gió được gió muốn mưa được mưa phong quan vô hạn chắc hẳn thanh hà đối với mình tại tân hỏa vương triều mười vạn năm ấn tượng đã bao trùm thời kỳ thượng cổ ấn tượng ứng thiên tiên không biết là trên đường lục dương đã đem ứng thiên tiên cái này ba mươi vạn năm trốn đông trốn tây kinh lịch kể xong chỉ là gặp đến ứng thiên tiên về sau Thanh Hà Giả Bộ không biết kinh nghiệm của hắn. cáo biệt ứng thiên tiên, Lục Dương lên đường tiến về Phật Quốc. Muốn nói bây giờ Lục Dương thích nhất đợi địa phương, không phải thuộc Phật Quốc. Một bước vào Phật Quốc, Lục Dương liền triệu hoán đến dùng hương hỏa tính ngưỡng ngưng tụ tiên khu, mượn nhờ bất hủ tiên tử tiên thức khu động. Vẫn là trạng thái này dễ chịu a, à, đạt được tiên khu về sau, Lục Dương cảm thấy mình một ý niệm liền có thể cải thiên hoán địa, hô phong hoáng vũ, quả thực là không gì làm không được nếu là lão mạnh tại phật quốc liền tốt lục dương cảm thấy tiếc hận hắn hiện tại ở thời kỳ mạnh mẽ nhất cơ hội vừa vặn lão mạnh nếu là cũng tại phật quốc hắn liền có thể cùng lão mạnh đơn đấu ưng thuận hoành nguyện mượn nhờ hương hỏa lực lượng ngưng tụ tiên khu lại lấy bất hủ đạo quả hình thức ban đầu tiến hành gia cố thanh hà tinh thông nhất hương hỏa tín ngưỡng một bộ này phương pháp tu luyện tân hỏa vương triều hương hỏa đạo chính là nàng một tay sáng lập thanh hà liếc mắt một cái thấy ngay lục dương tiên khu lai lịch đồng thời trên tay cũng không có nhàn rỗi đem linh quả gọt da cắt khối bày thành con thỏ nhỏ hình dạng đưa đến bất hủ tiên tử bên miệng a à, mổ ăn ngon bất hủ tiên tử há mồm ăn hết con thỏ nhỏ hình dạng linh quả hương vị rất tốt mặc dù là thanh hà biến ảo đi ra linh quả lại cùng chân chính linh quả mùi vị bình thường không hai bất hủ tiên tử cảm thấy để cho tiểu hà vào ở tinh thần không gian thật sự là quá tốt tiểu dương tử đối với mình cũng rất tốt nhưng vẫn là không sánh bằng thanh hà quan tâm, tối thiểu nhất không có giống tiểu hà dạng này phục thị chính mình. Lục Dương thấy cảnh này vô cùng đau lòng, thân là sự quan lại như thế phục thị thánh thượng, còn thể thống gì, có này gian thần, vương triều đậu nành lo gì không vong, chỉ là thánh thượng say mê bên trong đó mà không biết, nếu là mình trực tiếp nói thật, tất nhiên sẽ để thánh thượng cảm thấy đây là mình đang ghen tị hiền thần, lưu lại ấn tượng xấu, muốn chậm chậm mưu toan mới được. Thừa dịp suy nghĩ như thế nào thuyết phục bất hủ tiên tử công phu, lục dương đi vào chùa tây thiên đại hùng bảo điện một đường không người phát giác chùa tây thiên tại nguyên bản phế tích một lần nữa thành lập mới chùa tây thiên bố cục cùng trước đó hoàn toàn khác biệt chỉ có đại hùng bảo điện vị trí không có biến hóa lục dương đưa cho vân mộng mộng chùa tây thiên các điêu đã trở thành cô phẩm trong đại hùng bảo điện vàng ống ánh phật tượng đang đánh ngáp nằm nghiêng tại liên hoa đài bên trên tiểu tử đến đây phế nguyệt tiên đối lục dương đến không có chút nào ngoài ý muốn u tuế nguyệt chúng ta tới gặp qua tuế nguyệt tiên tiền bối tuế nguyệt đại ca hồi lâu không thấy tân hỏa vương triều thời kỳ cuối tuế nguyệt tiên bị đánh lén về sau thanh hà liền biết tuế nguyệt tiên không có vẫn lạc nàng trường sinh đạo quả hình thức ban đầu thượng vị đạo quả là tuế nguyệt đạo quả cùng bất hủ đạo quả nếu là tuế nguyệt tiên vẫn lạc nàng sẽ cảm giác được áp chế biến mất bất quá coi như tuế nguyệt tiên vẫn lạc nàng cũng sẽ không thành tiên nàng thành tiên liền mang ý nghĩa trường sinh đạo quả thay thế tuế nguyệt đạo quả cùng bất hủ đạo quả đại nhân liền vĩnh viễn không cách nào sống lại thanh hà muội tử có đoạn thời gian không gặp mặt tuế nguyệt tiên cười ha ha nói hắn từ tân hỏa vương triều thời kỳ cuối vẫn nhảy vọt thời gian tại cảm giác của hắn trong cùng thanh hà phân biệt còn không có đi qua bao lâu đều ngồi đều ngồi tuế nguyệt tiên dời ra ngoài ba cái dự bị liên hoa đài mời ba người ngồi xuống xem ra bất hủ vì chiến thắng tịch diệt tiên trả giá nặng nề a à, nếu là không có hai ba trăm năm sợ là khó khôi phục Tuế nguyệt tiên nhìn thấy bất hủ tiên tử bộ dáng yếu ớt nhưng không được cảm khái nói khụ khụ bất hủ tiên tử bỗng nhiên kịch liệt ho khan vì cứu tiểu dương tử đều là đáng giá tiên tử lục dương nghe vậy phi thường cảm động không nghĩ tới mình tại tiên tử trong suy nghĩ có phân lượng như vậy lục dương ba người ôn chuyện hồi lâu cáo biệt tuế nguyệt tiên chủ yếu là bất hủ tiên tử cùng thanh hà tại ôn chuyện lục dương chỉ là dự thính ba người sau khi rời đi tuế nguyệt tiên ánh mắt sắc bén bắt đầu nhớ lại lần trước cùng bất hủ tiên tử gặp mặt kinh lịch lúc ấy bất hủ tiên tử đoán trước tương lai muốn nên chiến tịch diệt tiên nhất định phải khôi phục nhục thân mà một khi khôi phục nhục thân liền không có lại ở tại tinh thần không gian lý do lúc này mới thừa dịp lục dương nên đón vân chi thời điểm hướng hắn tìm kiếm trợ giúp hắn nghe xong tiền căn hậu quả giúp bất hủ tiên tử nghĩ ra được hiện tại cái này biện pháp rời đi chùa tây thiên trước đó lục dương còn đi xem một chuyến tâm định tâm định sư huynh còn đang bế quan sao nghe nói tại tâm định sư huynh bế quan về sau địa bản đệ nhất cũng liền bận biểu bế quan lo lắng sư huynh sau khi xuất quan khiêu chiến địa vị của hắn thật sự là đáng sợ a à? chỉ nhìn tâm định sư huynh ngày thường đối nhân xử thế ôn hòa thái độ ai có thể nghĩ tới hắn là địa bản thứ hai tồn tại lục dương mỉm cười Nghe võ tăng nhóm đối tâm định đánh giá, tâm định tại chùa Tây Thiên Qua vẫn rất tốt. Lục Dương một bước đi vào tâm định chỗ bế quan, tâm định bế quan đã có một kết thúc, hắn đang cùng thiên khung thánh chủ kiểm kê lần này lĩnh hội chỗ thiếu sót. Xem ra chính mình đi về sau, thời kỳ thượng của thiên khung thánh địa thiên khung thánh chủ dựa theo ước định tiến vào tâm định tinh thần không gian, trở thành tâm định tu hành trợ lực. Ha ha, tiểu gia hỏa nhìn tiến độ tu luyện cũng không tệ lắm. Đắm mình trong kim quang, thấy không rõ hình dạng kim sắc thần nhân xuất hiện tại tâm định trước mặt. Thiên tôn, tâm định không nghĩ tới đời này còn có cơ hội gặp lại đậu hủ thiên tôn. Bái kiến thiên tôn. Thiên khung thánh chủ biết được cái này tôn là chân chính tiên nhân, địa vị cấp độ xa xa cao hơn chính mình cái này độ kiếp hậu kỳ. Đều đừng câu nệ như vậy. Lục dương tản mát ra ôn hòa quan mang, để cho hai người không tự chủ được trầm tĩnh lại. Bản tọa bái phỏng ứng thiên, tuế nguyệt hai bạn, vừa vặn tiện đường nhìn xem ngươi tu luyện ra sao rồi. Hiện tại xem ra, ngươi tu hành tiến độ còn có thể. Nghe được thiên tôn đối với mình đánh giá, tâm định âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không để cho thiên tôn thất vọng liền tốt. Thiên khung thánh chủ lại là trong lòng giật mình, bái phỏng ứng thiên tiên cùng tuế nguyệt tiên, cái này vị đậu hủ thiên tôn đến tột cùng là thời kỳ thượng của vị kia đại tiên, không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng, hắn sao dám mưu toan phỏng đoán thiên tôn thân phận. Tinh thần không gian trong, Thanh Hà mắt liếc thấy Lục Dương, đây là cùng ứng thiên tiên học đại nhân, hắn cuối cùng là hắc hắc vô sự tự thông tiểu dương tử lợi hại a. Dặn dò hai câu tâm định phải dùng tâm tu luyện, thiên khung thánh chủ muốn tận tâm tận lực đương lão sư tốt. Lục Dương nhẹ lướt đi, giống như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau tâm định cùng thiên khung thánh chủ. Tiên nhân mạnh mẽ không lường được a, Lục Dương đang chuẩn bị rời đi Tây Thiên Thành bỗng nhiên phát giác được trong thành có quen thuộc người, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Vị khách quan kia, ngươi đây là ý gì, muốn tốt nhất cháo nồi lẩu, chỉ ăn một mụn sẽ không ăn rồi. Chủ tiệm hiếp mắt ngăn lại đang chuẩn bị rời đi khách nhân, mặt lộ vẻ hung quang. Khách nhân thần sắc không vui, các ngươi làm khó ăn, còn trách ta không ăn, cái gì khó ăn, rõ ràng là ngươi tìm cớ nghĩ nện chúng ta chưa bài. Chủ tiệm giận dữ. Thế nào, có người đối ta làm cơm không hài lòng bếp sau đi tới một phiếu dáng vẽ đại hán trên cánh tay mau té ngã phát đồng dạng nồng đậm trên ngón tay còn dính lấy cháo chủ tiệm dương dương đắc ý giới thiệu nói chúng ta đầu bếp thế nhưng là tham gia qua linh trù giải thi đấu trình độ của hắn không cần ta nhiều lời a à. ba người tranh chấp rất nhanh liền dẫn tới vây xem thực khách các thực khách kỳ thật cũng thấy được đến nhà này cháo nồi lẩu làm đồng dạng có thể đầu bếp nổi tiếng bên ngoài bọn hắn nếu là khó mà nói ăn ngược lại là bọn hắn phẩm vị không được khách nhân tức nghiến răng ngứa như không phải hắn bận tâm mặt mũi sớm liền rút đi ngụy trang thế nào làm không thể ăn còn không thể nói sao trung khí mười phần âm thanh vang lên quanh quẩn tại trong tiệm cơm thon dài thân ảnh quay lưng về phía mặt trời bước vào tiệm cơm cũng nếm thử một miếng cháo nồi lẩu xác thực khó ăn so với hắn lần trước nếm qua cháo nồi lẩu còn khó ăn là lục dương các thực khách kinh ngạc kêu đi ra người thân phận chủ tiệm vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, thừa lạnh một tiếng, lục dương lại như thế nào, theo ta được biết vấn đạo tông liền tham gia linh trù tranh tài tư cách đều không có, có tư cách gì lời bình chúng ta nồi lẩu, chủ tiệm không có chú ý tới chính là, đầu bếp gặp gỡ lục dương một khắc này lắc như khang sàng, không dám nhìn thẳng lục dương con mắt. Không có tư cách, lục dương không cẩn thận để lộ cột vào cột vào trên cánh tay vải, lộ ra theo lên năm mai kim sắc ngôi sao phù hiệu trên tay áo. Đây là ngũ tinh linh trù phù hiệu trên tay áo có thực khách khiếp sợ hô. Không đúng, ngũ tinh linh trù phù hiệu trên tay áo ta gặp qua, ngôi sao không phải cái này nhan sắc, không có kiến thức ngu xuẩn. Đây là đại biểu ngũ tinh linh trù đỉnh phong mới có tư cách lấy được ngôi sao màu vàng phù hiệu trên tay áo. Lão thực khách quát lớn. Cái gì? Lục Dương từng bước một tới gần chủ tiệm, mặc dù không có phóng thích khí thế, nhưng ở chủ tiệm trong mắt Lục Dương tựa như hoang cổ cự thú, mang đến cho hắn lớn lao cảm giác áp bách. Hiện tại ta có tư cách sao? chủ tiệm chất phát nhẹ gật đầu. Lục Dương lại quay đầu hỏi run rẩy đầu bếp, ngươi nói ngươi tham gia qua linh trù giải thi đấu. Ngươi là tổ nào, làm sao ta chưa thấy qua ngươi, ta, ta là người xem. Đầu bếp nhìn từ đầu tới đuôi, biết được Lục Dương thân phận, truyền nhân tiên trù, ngũ tinh linh trù tổ khôi thủ, không dám ở Lục Dương trước mặt có chút dấu giếm. Lục Dương gật đầu, liền biết có vấn đề, linh trù minh liền không có Phật quốc linh trù. Ngay sau đó Lục Dương vẫy vẫy tay, chào hỏi khách khứa, lão mạnh, đi rồi. Hai người biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tại về tông môn trên đường, hai người đi ở trong sa mạc, mạnh cảnh chu như là gặp ma nhìn xem Lục Dương. Ngươi chừng nào thì thành năm tinh linh trù, còn khôi thủ, hai người đều biết đã bao nhiêu năm, Lục Dương cháu trai này loại trừ sẽ thịt dê sỏ sâu nướng, còn biết cái gì, bất quá là tại linh trù giải thi đấu bên trên nhỏ bộc lộ tài năng, không cẩn thận liền thắng. Lục Dương hời hợt nói. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy linh trù minh nước thật sâu. Lục Dương gặp Mạnh Cảnh Chu vẫn luôn là ngụy trang trạng thái, có chút không hiểu, chỉ điểm một chút phá hắn ngụy trang, lộ ra Mạnh Cảnh Chu sáng loáng ánh sáng ngói sáng đại quan đầu, đỉnh đầu còn có sáu cái giới điểm. Lục Dương lúc này liền cười ra tiếng, ha 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 ha, ha ngươi làm sao trọc rồi. Thật thành Phật tử rồi, Lục Dương còn muốn sờ sờ lão mạnh đầu, bị Mạnh Cảnh Chu không nhịn được một bàn tay đẩy ra, mau mau cút còn không phải tiếp vào nhiệm vụ nói có người nữ nhi tại phật quốc bị lạc ta cứ dựa theo manh mối đến tìm vì thế còn muốn lẻn vào chùa miếu bất đắc dĩ cạo đầu trọc khi làm mất người đã tìm được chưa tìm được nàng căn bản liền không đi ném là cùng một cái yêu tộc bỏ trốn ta đuổi theo hai người bọn họ lưu lại manh mối một mực đuổi tới tây thiên thành phụ cận lúc này mới tìm tới bọn hắn ta để hai người bọn họ cùng ta trở về đi đại hạ thành thành thật thật kết hôn chẳng có chuyện gì hai người bọn họ chính là không nghe còn nói cái gì hai người tình yêu là tự do ta cũng lười được đến cùng bọn hắn giải thích đem nữ nhi bắt đi yêu tộc tiểu tử kia vẫn là cái có tu vi mắt đỏ nhất định phải cùng ta luyện luyện chỉ bằng hắn chút tu vi ấy còn muốn đánh qua được ta một bàn tay đem tiểu tử kia quạt bay ta đem nữ nhi đưa đến cha nàng trong tay tiện đường đến chùa tây thiên nếm thử cháo nồi lẩu cái này chẳng phải đụng phải ngươi lục dương công ngón búng ra thôi động trường sinh công trợ giúp mạnh cảnh chu lấy mái tóc mọc trở lại Mạnh Cảnh Chu rất nhanh lại lần nữa có được một đầu rậm rạp tóc. Mạnh Cảnh Chu vui rạo rực vuốt ve tóc. Người cái này Tu Vi tăng trưởng a không đụng tới ta đều có thể thi triển Trường Sinh Công. Tạm được. Gần nhất Tu Hành có chút cảm ngộ tiến triển điểm. Mặc dù dài không nhiều nhưng khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn. Ồ! Mạnh Cảnh Chu con ngươi hiện lên nồng đậm chiến ý, lên làm đầu bếp về sau khẩu khí không nhỏ a. Lục Dương vẫn như cũ là bộ kia cười tủm tỉm biểu tình. Ta có thể chấp ngươi một tay ta cần phải ngươi nhường, dùng toàn lực, mạnh cảnh chu phục dụng vong tình đang áp chế dục hỏa, hét lớn một tiếng, thi triển vô thượng thuần dương pháp tướng, cao trăm trượng pháp tướng cầm binh khí cùng thuẫn, uy phong lẫm liệt, lấy lục dương làm đối thủ để hắn rất cảm thấy hưng phấn, lần này có thể nói là đạt đến hắn trạng thái tốt nhất, là vượt xa bình thường phát huy, sau đó mạnh cảnh chu liền thấy lục dương thi triển pháp thiên tượng địa, biến thành cao vạn trượng người khổng lồ, một cước đạp. Tới, một cước này đều so với mình pháp tướng lớn. Mạnh cảnh chu bỗng nhiên nhớ tới Lục Dương cùng hắn khoe khoang qua sự tình. Lão Lục ngươi nha tại Phật quốc thành tiên, ngươi không muốn mặt. Mạnh cảnh chu đỉnh đầu truyền đến Lục Dương như sấm sét một ngạt âm thanh. Đánh không lại liền nói đánh không lại, đừng tìm lấy cớ. Một cước đạp xuống, trực tiếp đem mạnh cảnh chu dẫm về nguyên hình. Mạnh cảnh chu đầy bụi đất từ hố cát trong leo ra, đối Lục Dương chửi ầm lên. Lục Dương ngươi mẹ nó. Người mặc màu thiên thanh váy áo tuyệt mỹ nữ tử từ Lục Dương trong thân thể bay ra ngoài, ngăn lại mạnh cảnh chu hành vi, đừng bảo là thô tục. Đại nhân còn tại tinh thần không gian trong nhìn xem, liền xem như mắng lục dương cũng không thể làm đại nhân mặt mắng, sẽ ô uế đại nhân lỗ tai. Dứt lời, Thanh Hà trở lại tinh thần không gian, lưu lại kinh ngạc mạnh cảnh chu. Người tinh thần không gian trong thay người rồi, lục dương thở dài, là có thêm một cái người. Mạnh cảnh chu trừng to mắt, lục dương tiểu tử này tinh thần không gian như thế được hoa nghênh sao, gia tăng khách trọ thì cũng thôi đi, vào ở vẫn là bậc này tuyệt thế mỹ nữ, hai người rời đi Phật quốc, trở lại vấn đạo tông, vừa tiến vào vấn đạo tông, đã nhìn thấy Vân Mộng Mộng, Ngao Linh, Khương Liên Y, Kim Thải Vi Hoa Ngân Lục Dương trở về. Mạnh cảnh chu Nhị đương gia, ta lại tìm đến một loại ăn ngon, đến nếm thử. Vân Mộng Mộng dẫn theo giỏ trúc, giỏ trúc che kín một tầng bày ra, không biết bên trong là ăn cái gì. Lục Dương sư huynh, ngươi cùng bất hủ tỷ tỷ tiếp xúc nhiều lắm, bất hủ tỷ tỷ phục sinh là sách ta sách nhiều một ít, vẫn là sách liên y sách nhiều một ít. Ngao Linh đứng tại lục dương bên tay trái ngữ khí ôn hòa mà chắc chắn. Bất hủ tỷ tỷ cùng ta quan hệ như thế tốt, khẳng định là nhắc tới ta số lần càng nhiều, Khương Liên y trạm ở bên tay phải của lục dương, căm thù nhìn xem Ngao Linh. Thiếu giáo chủ, ngươi cảm thấy lưu ảnh cầu còn có cái gì cải tiến không gian sao? Kim Thải Vi hai tay giơ lưu ảnh cầu, cố gắng tại lục dương trước mắt lắc lư tứ nữ quay chung quanh lục dương đều có chỗ cầu lục dương sao có thể ứng phó được đến bận bịu túi bụi mạnh cảnh chu đưa tay nghĩ thi triển độc thân quyền rủ quyền lại nâng quyền mờ mịt không biết hắn có thể đánh ai những này người hắn một cái đều đánh không lại hắn phục dụng vong tình đan trong nháy mắt tâm như chỉ thủy sau đó lại trông thấy lục dương bị tứ nữ quay chung quanh lại lần nữa đỏ mắt lại phục dụng vong tình đan lại nhìn lại đỏ mắt mạnh cảnh chu hít sâu hai cái quyết định không nhìn tới cái này lệnh người đỏ mắt một màn kiên định xoay người đi nhiệm vụ đại điện lục dương phát hiện mạnh cảnh chu dị dạng la lớn ai lão mạnh ngươi đi như thế nào ngươi tại phật quốc kinh lịch còn không có kể xong đâu không nói vẫn là kinh nghiệm của ngươi càng đặc sắc lục dương không nghĩ ra lão mạnh làm sao bỗng nhiên cảm xúc liền không tốt lắm là mình dùng tiên khu chỉ điểm quá mức sao không nên a à, mình hết thể liền ra một cước lão mạnh tâm lý không có yếu ớt như vậy a à, nhị đương gia nếm thử nếm thử. Mộng Mộng tỷ ta ăn ta ăn, ngươi đừng có dùng ăn đâm mặt ta. Lục Dương bận không qua nổi, ăn một miếng hướng vào trong, mặc dù không biết là cái gì, hương vị xác thực rất tốt. Vân Mộng Mộng nghe xong Lục Dương nói mình làm bánh ngọt ăn ngon, càng hưng phấn, lại nếm một khối, hương vị không giống. Lục Dương bị tứ nữ vây quanh một mực từ vấn đạo tông cửa vào trở lại Thiên Môn Phong. Lục Dương một trái một phải là long phượng hai tổ cũng không biết mình đi trong khoảng thời gian này đã xảy ra gì đó hai người này mâu thuẫn có vẻ như kích thích hai tổ đều mong đợi nhìn xem lục dương muốn từ trong miệng hắn nghe được muốn nghe đáp án lục dương lộ ra khó xử thần sắc ngao linh tiền bối liên y tiền bối vấn đề này khó trả lời a à, thánh thượng mỗi ngày đều sẽ nhấc lên các ngươi số lần nhiều ta đều đếm không hết cái này như thế nào để ta phân cái cao thấp nghe lục dương nói như vậy hai nữ đều khiêu khích nhìn đối phương dương cung bạc kiếm hào khí tiêu trừ hơn phân nữa trong đáy lòng cười lại là rất vui vẻ lục dương vì không thể cụ thể trả lời hai nữ vấn đề mà cảm thấy hổ thẹn tranh thủ thời gian mất bò mới lo làm chuồng hai vị nếu là muốn biết đáp án cũng đơn giản thanh hà tiền bối hiện tại là sự quan để nàng về sau hỗ trợ đếm lấy điểm liền tốt nguyên bản ngay tại tinh thần không gian cho ăn bất hủ tiên tử thanh hà cứng một chút vấn đề này làm sao vung ra trên đầu nàng đi nàng vì bất hủ tiên tử đắp lên chăn nhỏ ôn nhu nói ra đại nhân ta rời đi một chút bất hủ tiên tử nằm ở trên giường, vẫn như cũ là bộ kia vô cùng suy yếu dáng vẻ, nhẹ giọng ân một chút, cảm thấy bên ngoài thật là náo nhiệt, thật tốt a, à, Thanh Hà bay ra tinh thần không gian, Trừng Lục Dương một chút, hoài nghi hắn là cố ý, Thanh Hà muội muội, về sau liền nhờ ngươi đếm lấy điểm rồi. Hai vị tỷ tỷ bàn giao sự tình chính là Thanh Hà thuộc bổn phận sự tình, thánh thượng mỗi tiếng nói cử động đều ẩn chứa thâm ý, chỉ là hai vị tỷ tỷ vấn đề có lẽ cũng không có đáp án. Có ý tứ gì, thanh hà đối mặt ngao linh cùng khương liên y đồng dạng lộ ra một bộ cực kỳ khó khăn thần sắc mấy ngày nay ta làm sử quan chiếu cố đại nhân sinh hoạt thường ngày phát hiện cùng thời kỳ thượng cổ có chỗ khác biệt trước kia đại nhân nhất thường đề cập hai vị nhưng bây giờ nhất thường đề cập lại là lục dương lục dương không để lại dấu vết tiếp nhận thanh hà nói gốc rạ thanh hà tiền bối nói đúng ta thường nghe thánh thượng nói với ta ta vương triều đậu nành nhân tài đông đúc nếu là có thể vứt bỏ nội đấu phối hợp lẫn nhau tình hướng một chỗ dùng thế gia này còn có cái gì chúng ta vượt qua không được khó khăn. Lục Dương trừng mắt Thanh Hà, nghe một chút, cái gì gọi là vì sự quan chiếu cố tiên tử, đây là sự quan hẳn là làm sự tình sao, Thanh Hà cũng trừng mắt Lục Dương, ngươi cho đại nhân rót cái gì thuốc mê, đại nhân há miệng ngậm miệng đều là ngươi, Lục Dương cảm thấy trong thời gian ngắn cùng Thanh Hà cũng phân không ra cao thấp, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, vì cùng kỳ tộc nghĩ mới làm giàu đường. Thải vi tiền bối, lưu ảnh cầu xác thực có cải tiến không gian Nguyên bản cũng là muốn cùng tiền bối giảng, chỉ bất quá gần nhất có chuyện làm trễ nải, tiền bối xin mời đi theo ta Kim Thải Vi nhãn tình sáng lên, liền biết thiếu giáo chủ còn có biện pháp, vội vàng đi theo Đào yêu dịp đang nằm tại động phủ cổng cây đào bên trên, do nhánh đào không biết đang suy nghĩ gì Nàng phát giác được lục dương đến, lập tức nhảy xuống cây chỉnh lý y phục, hướng về phía lục dương phương hướng phất tay Lục dương sư huynh nghe nói ngươi từ yêu thành trở về, sau đó nàng đã nhìn thấy lục dương sau lưng còn có một đám mỹ nữ, lúc này liền ngây ngẩn cả người, nhấc tay cử đi nửa ngày mới nhớ tới muốn buông xuống. Quả đào muội muội, ta đến rồi. Vân mộng mộng gặp đào yêu dịp phất tay, cũng học phất tay chào hỏi. Nàng tại vấn đạo tông ở lâu như vậy, cùng đào yêu dịp rất quen thuộc. Lục dương tặng hắn một cái nói ra, khục, đào sư muội, ta giới thiệu một chút, mấy vị này theo thứ tự là ngao linh tiền bối, Khương Liên Y tiền bối, Kim Thải Vi tiền bối cùng Thanh Hà tiền bối. Đào yêu dịp làm thiên đình giáo thành viên, biết được Ngao Linh bọn người tồn tại, nhưng như hôm nay như vậy chính thức gặp mặt còn là lần đầu tiên. Đào yêu dịp vội vàng hoàng lễ, đào yêu dịp gặp qua các vị tiền bối, đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đã đều là tiền bối, cái kia hẳn là sẽ không trở thành tình địch, ưu thế của mình vẫn là rất lớn. Nàng hiện tại địch nhân lớn nhất chính là Vân Mộng Mộng, cái này gọi Vân Mộng Mộng so Lan Đình còn khó đối phó, tâm tư kín đáo, mình trải qua nói bóng nói gió đều bị đối phương lấy xảo diệu trả lời tránh thoát, không có nhô ra đến vân mộng mộng tâm ý, thải vi tiền bối, đây chính là ta nói biện pháp. Lục Dương cười tiếp tục nói ra, ta cái này vị đào sư muội chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói, là mộng ảo bọc nước người sáng lập. Kim Thải Vi đương nhiên nghe nói qua, đào yêu dịp tu vi còn thấp thời điểm sáng tạo ra ảo ảnh trong mơ, chắc hẳn bây giờ đã tích lũy đến cực kỳ trình độ kinh người ta là nghĩ đến tiền bối có thể nếm thử đem lưu ảnh cầu cùng ảo ảnh trong mơ kết hợp lại dùng lưu ảnh cầu phát ra ảo ảnh trong mơ nội dung cứ như vậy lưu ảnh cầu lượng tiêu thụ sẽ có một cái không nhỏ biên độ tăng lên chỉ là tiền bối cần định kỳ cho ta vị sư muội này chia ngài ý như thế nào không có vấn đề mặc dù kim thải vi không có gì đầu óc buôn bán nhưng nàng tin tưởng lục dương trí tuệ đào sư muội ngươi cảm thấy thế nào đào yêu dịp nhìn ra cử động lần này chỗ tốt dạng này đã có thể mở rộng ảo ảnh trong mơ con đường còn có thể cùng Kim Thải Vi tiền bối giữ gìn mối quan hệ. Trừ bỏ Lục Dương sư huynh giật dây bộ phận, cái này tương đương với dựa vào bản lãnh của mình cùng một vị thượng cổ bán tiên thành lập lợi ích hợp tác, là bao nhiêu tu sĩ không cầu được cơ duyên. Mặc dù có đoạn thời gian không có gặp gỡ Lục Dương sư huynh, nhưng Lục Dương sư huynh quả nhiên vẫn là nghĩ đến mình. Vấn đạo tông nơi nào đó, ba đạo nhân ảnh khó được tập hợp một chỗ, uống rượu một lát. Đến vì vấn đạo tông cạn ly, Quy Nguyên Thiên Tôn dơ cao chén rượu nói. Cạn ly. Làm đi, tiên thiên đạo nhân cùng hãng hải đạo quân đều nâng chén va chạm. Quy Nguyên Thiên Tôn xuất thế đến nay, cả ngày đến nhà bái phỏng hảo hữu, đi xong ngũ hành tông liền đi huyền không miếu, đi xong huyền không miếu liền đi đế đô, sau khi chiến đấu kết thúc, liền cùng hảo hữu nhóm nói chuyện phiếm huyên thuyên, trôi qua tiêu diêu tự tại. Nhất là nghe kỹ bạn nhóm cũng khoe bọn hắn vấn đạo tông ra vân chi nhân tài như vậy, đều không ngừng hâm mộ, nghe được quy nguyên thiên tôn rất thoải mái. Hắn sau khi trở về tâm tình thật tốt, mời mặt khác hai tổ gặp nhau, còn lấy ra phủ bụi 10 vạn năm linh tử. Tổ sư ta mời ngài một chén. Hãng hải đạo quân nâng chén kính quy nguyên thiên tôn. Tổ sư ta mời ngài một chén. Quy nguyên thiên tôn kính tiên thiên đạo nhân. Sư phụ ta mời ngài một chén. Tiên thiên đạo nhân kính hãng hải đạo quân. Vấn đạo tam tổ tề tụ một đường, quan hệ tự thành viên mãn, cũng là một kiện chuyện may mắn. Nghĩ không ra lúc trước ta khai sáng vấn đạo tông, có thể có thành tựu của ngày hôm nay, nhắc tới cũng là hổ thẹn, ta ngược lại là thành tông môn tu vi thấp nhất người. Tiên thiên đạo nhân tự dẻo nói, cảm xúc có chút xa xúc. Tổ sư gia ngài nói gì vậy, ngài khai sáng vấn đạo tông tại đại ngu thời kỳ thế nhưng là hiếm có chính đạo tông môn, hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác, vì thế nhân tán thưởng. Quy Nguyên Thiên Tôn là thực tình kính nể tiên thiên đạo nhân, có thể tại đại ngu thời kỳ ra nước bùn mà không nhiễm, phần này tâm tính là thật hiếm thấy. Chính là bởi vì có ngài dẫn đầu, chúng ta vấn đạo tông mới một mực lo liệu chính đạo, lưu lại thanh danh tốt, bây giờ người người cũng khoe chúng ta tông môn là chính đạo đệ nhất tông môn nha, nghe Quy Nguyên Thiên Tôn kiểu nói này, tiên thiên đạo nhân tâm tình tốt bên trên không ít, cạn ly. Nghĩ không ra ta bị giam lên trong khoảng thời gian này, chúng ta tông môn còn ra tiểu vân bực này kỳ tài, đem ta đều chen thành vấn đạo tông thứ hai cao thủ. Quy Nguyên Thiên Tôn cảm khái nói. Hắn cùng hãng hải đạo quân có qua giao thủ, hơi thắng hãn hải đạo quân một bậc. Tổ sư, kỳ thật ngài cũng không nhất định là tông môn thứ hai cao thủ. Hãng hải đạo quân nhắc nhở. Ngài khả năng không biết, chúng ta tông môn còn có hai vị khách khanh, các nàng mới là thứ hai cao thủ. Quy Nguyên Thiên Tôn rất là kinh ngạc, chúng ta tông môn còn có khách khanh. Là ai? là Long tộc cổ tổ Ngao Linh, Phượng tộc cổ tổ Khương Liên Y. Lại là các nàng hai vị. Quy Nguyên Thiên Tôn nghiêm túc, không nghĩ tới hai vị đại nhân này vật sẽ trở thành tông môn khách khanh. Quy Nguyên Thiên Tôn lập tức hứng thú, hắn thích vô cùng cùng cường giả giao thủ, nhất là đối phương vẫn là loại này thời kỳ thượng cổ đại nhân vật. Các nàng hiện tại ở đâu, ta cùng với nàng nhóm luyện một chút. Vừa vặn nhìn xem ai mới là chân chính vấn đạo tông thứ hai cao thủ, nghe Quy Nguyên đạo hữu ý tứ là muốn thử xem hai người chúng ta thân thủ. Ngao Linh cùng Khương Liên Y cũng tới hào hứng, các nàng đối quy nguyên thiên tôn quy nhất đạo quả hình thức ban đầu cũng có phần có hứng thú. Đến mức cái này vẫn đạo tông thứ hai cao thủ tên tuổi, các nàng cũng nghĩ muốn. Mà lại các nàng vẫn là vương triều đậu nành tướng quân, bất hủ tỷ tỷ tại lục dương sư huynh tinh thần không gian trong nhìn xem, không có khả năng tránh chiến. Nhị đương gia, đây có phải hay không là muốn đánh nhau, chúng ta muốn hay không khuyên điểm. Vân mộng mộng nhỏ giọng hỏi. Chúng ta đừng quản, nhìn xem là được. Lục Dương nhỏ giọng nói, đây đều là trưởng bối, khuyên không được. Vậy chúng ta chọn cái địa phương, Quy Nguyên Thiên Tôn dẫn theo mọi người đi tới tông môn chỗ sâu, chỗ này đủ lớn, đầy đủ bọn hắn chiến đấu. Nhị đương gia nơi này nơi này. Vân Mộng Mộng chọn một chỗ quan chiến tuyệt hảo nơi tốt, chào hỏi Lục Dương tới, trải rộng ra tấm thảm cùng rực rỡ muôn màu ăn uống tiên thiên đạo nhân nơi nào thấy qua nhiều như vậy ăn ngon hương kém chút nước bọt đều chảy xuống kim thải vi cảm thấy tại vấn đạo tông sinh hoạt thật tốt a à, không những không lo ăn uống còn có thể thường xuyên nhìn thấy bán tiên chiến đấu tăng trưởng kinh nghiệm so đợi tại bọn hắn cùng kỳ tộc mạnh hơn nhiều cách đó không xa hai ngọn núi đỉnh vấn đạo tông tứ đại cao thủ tuyệt thế tản ra người sống chớ quấy rầy khí tức nếu để cho ngoại giới người biết được trận chiến đấu này tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn ngao linh cùng khương liên y lắc mình biến hóa hóa thành vạn trượng hắc long kim phượng long phượng cùng vang lên mảnh này thiên địa đều vì đó run rẩy không hổ là thượng cổ đại yêu quy nguyên thiên tôn thần sắc ngưng trọng đối mặt bậc này cường địch không dám có chút chủ quan đúng vậy a à, hãng hải đạo quân vẻn vẹn đứng ở chỗ này liền có thể cảm nhận được long phượng hai tổ cái này vượt qua lịch sử nặng nề khí tức không hổ là kém chút liền thành tiên tồn tại ngao linh xuất thủ trước long trảo duỗi ra bẻ vụn không gian, không gian lập tức phá thành mảnh nhỏ, lấy mang lực thi triển xuất địa thành thốn, rút ngắn cùng Quy Nguyên Thiên Tôn hãng hải đạo quân khoảng cách. Ngao Linh xuất thủ quá nhanh, cho dù là Quy Nguyên Thiên Tôn bực này trải qua bách chiến bán tiên cũng khó mà kịp phản ứng. Hãng hải đạo quân thôi động không gian đạo quả hình thức ban đầu, trực tiếp đem hắn cùng Ngao Linh ở giữa khoảng cách kéo vô hạn xa, vì ý Ngao Linh thi triển xuất địa thành thốn cũng vô dụng. Quy Nguyên Thiên Tôn thi triển trưởng tâm lôi, lợi dụng quy nhất đạo quả hình thức ban đầu đem mình cùng trưởng tâm lôi hòa làm một thể, hóa thành có thể thấy được không thể đụng vào lôi linh. Ứng thiên tiên liền dùng qua một chiêu này, Khương Liên y ứng đối bắt đầu thuận buồm xuôi gió, nàng lúc này hóa thành liệu nguyên hỏa phượng, những nơi đi qua niết bàn chân hỏa thiêu đốt, liên miên đại sơn bị niết bàn chân hỏa nhóm lửa, trong lúc nhất thời phiến khu vực này tràn ngập nồng đậm dương khí. Không thể so với mặt trời mặt ngoài yếu nhược, lôi linh cùng hỏa phượng va chạm, nổi lên lôi hỏa vòi rồng, cho dù là ngồi tại chỗ rất xa, lục dương đều cảm giác làn da một trận tê tê dại dại là lôi hỏa va chạm kết quả để cái này một vùng không gian tràn ngập lôi hỏa hãng hải đạo quân nhảy vào không gian không cùng ngao linh chính diện tiếp xúc thừa dịp bất ngờ mà đánh lén ý đồ dần dần suy yếu ngao linh khí tức nhưng mà ngao linh khí tức không hà ngược trướng dục thân cường độ lặng yên tăng lên cho đến hãng hải đạo quân phát hiện mình thế mà một kích xuống dưới liền ngao linh vẫy rồng đều phá không xuống dục thể của nàng cường độ đã tăng lên tới tiên khu tiêu chuẩn ngao linh duỗi ra long trảo thân thể mạnh mẽ cường độ để nàng không nhìn thẳng đi không gian đạo quả hình thức ban đầu, vượt qua không gian, xẹt qua hãng hải đạo quân, tại hãng hải đạo quân ngực lưu lại ba đạo vết cào. Tiên thiên nhâm Thủy, ngao linh dưới chân mỗi một dọc nước đều có thể hóa thành đại dương minh mông hồ nước, từ nhật, nguyệt, tinh ba loại tiên thiên thần thủy hỗn hợp mà thành, tổ kiến hải dương, cào thét mà tới, trực tiếp đem hãng hải đạo quân cọ rửa đến đối diện đỉnh núi, hãng hải. Quy Nguyên Thiên Tôn trong lúc nhất thời cùng Khương Liên Y Phân không ra thắng bại, lại phát hiện hãng hải đạo quân sớm lạc bại, vội vàng đi qua hỗ trợ. Nếu là hãng hải đạo quân hoàn toàn không cách nào chiến đấu, vậy hắn đứng trước lấy một địch hai chiến đấu, tất nhiên cũng không thắng được, hãng hải đạo quân che ngực nghe răng trợn mắt, không có gì đáng ngại, chính là cái này tiên khu thực sự khó đối phó. Quy Nguyên Thiên Tôn cùng mạnh quân tử giao thủ qua, biết được tiên khu là cỡ nào cường đại chiêu thức. Phải dùng cái nào một chiêu sao? Tới đi, hai người liếc nhau, quyết định sử dụng áp đáy hòm chiêu thức cùng long phượng hai tổ kháng hoành hai người thân hình dần dần hư ảo dung hợp lại cùng nhau trở thành hoàn toàn mới tồn tại nguyên bản chuẩn bị thừa thắng xông lên nao linh bỗng nhiên dừng bước nàng từ trên người hai người này cảm nhận được mục tiêu uy hiếp là đủ để uy hiếp đến tiên khu hợp thể chiêu thức sao còn thật sự là hiếm thấy cương liên y chạy đến nhìn ra một chiêu này khó đối phó nhưng còn không đến mức chiến thắng chúng ta chúng ta cũng có hợp thể chiêu thức long phượng hai tổ tại thiên không xoay quanh long phượng trình tường thiên cơ rung rẩy song phương chiến ý đang nồng đều có không thể thua lý do nhị đương gia ngươi nói bên nào sẽ thắng a vân mộng mộng ăn bánh bích quy mơ hồ không rõ mà hỏi lục dương thần sắc cổ quái bên nào sẽ thắng khó mà nói bất quá ta nhớ kỹ bọn hắn là muốn tranh đoạt ai là vấn đạo tông đệ nhị cường giả đúng không đúng a à, vấn đạo tông đệ nhị cường giả không phải tiên tử sao Vậy bọn hắn tại tranh đệ tam cường giả. Đệ tam cường giả là quan sơn hải A, long phượng dây dưa, khí thế càng phát ra cường thịnh, thiên địa gào thét, đinh tai nhức ốc, lệnh hợp thể sau quy nguyên thiên tôn cùng hãng hải đạo quân sắc mặt đều biến đổi. Đây là bất luận cái gì cổ tịch bên trên đều chưa từng xuất hiện qua, cũng chưa hề tại công chúng trước mặt biểu hiện ra qua chiêu thức. Long phượng biến, cùng bất ngữ đạo nhân chỗ lấy chi thư khác biệt, đây mới thực là, long phượng biến. Ngao Linh cùng Khương Liên Y mặc dù ngày thường có nhiều tranh đấu, nhưng cũng là chân chính hảo tỷ muội, hai người cộng đồng nghiên cứu, rốt cuộc nghiên cứu ra cái này kinh khủng hợp thể chiêu thức. Nói thật, Lục Dương thực sự không có hiểu rõ song phương đến tột cùng vì cái gì muốn chiến đấu, vì tranh đoạt vấn đạo tông thứ tư đến mức hưng sư động chúng như vậy sao, mặc dù Quan Sơn Hải tại tù phong giam giữ, nhưng dù nói thế nào tù phong cũng là vấn đạo tông địa bàn, tù phạm cũng thuộc về tại vấn đạo tông người. Đương nhiên, nếu là ra ngục về sau nên thuộc về thế lực nào là thuộc về thế lực nào. Đến mức đệ tứ cường giả liền không tốt đẩy, vấn đạo tông bán tiên không ít, địa phương khác không nói, tù phong trong liền có mấy cái, hư không chí tôn cùng một miễm chí tôn đều là có khả năng khai sáng vương triều tồn tại. Không cho bọn hắn đánh một trận lời nói, thật không tốt bài xuất đến ai là thứ tư. Thứ tư không phải nhị đương gia ngươi sao? Vân mộng mộng không hiểu hỏi, nhị đương gia thế nhưng là có được tiên khu, liền cái gì trung thiên đế quân phân thân đều có thể đánh chết khẳng định là vấn đạo tông đệ tứ cường giả ai lời này không thể nói lung tung a à, lục dương giật mình kêu lên hắn có tài đức gì đương vấn đạo tông thứ tư lời này nếu là truyền đi còn chịu nổi sao nguyên bản chiến ý đang nồng chuẩn bị đấu cái thiên phiên địa phúc bốn người nghe được lục dương nói chuyện chiến ý lập tức không còn sót lại chút gì hay là ta đừng đánh nữa ngao linh chủ động hỏi đánh kịch liệt như vậy liền vì tranh cái vấn đạo tông thứ tư nghĩ như thế nào đều không có lời. Quy Nguyên Thiên Tôn cùng hãng hải đạo quân hợp thể phía sau đồng thời gật đầu, đều sắp xếp thứ tư còn tranh cái gì. Cũng không biết lục dương trong miệng, tiên tử, là ai. Hỏa phượng dập tắt, tiên khu thối lui, giải trừ hợp thể. Ừm, làm sao không đánh. Lục dương đang tính toán đến tột cùng ai có thể đương thứ tư, chợt phát hiện chung quanh không có âm. ngẩng đầu một cái, phát hiện mới vừa rồi còn tại chiến đấu bốn người đều vây quanh chính mình. Lục Dương giật mình kêu lên, còn tưởng rằng bọn hắn muốn khiêu chiến chính mình cái này vấn đạo tông thứ tư. Tiểu Lục, ngươi mới vừa nói, tiên tử, là ai? Quy Nguyên Thiên Tông phá lệ hiếu kỳ, cái này, tiên tử, thế mà xếp tại Đại Ngu Quốc Sư quan Sơn Hải phía trước, cái này vị đến tột cùng là thần thánh phương nào, Lục Dương giật mình, hắn vừa rồi chính là nhỏ giọng cùng Vân Mộng Mộng nói chuyện phím, thanh âm nói chuyện nhỏ như vậy đều bị nghe thấy được cái này lục dương ấp úng không biết có nên hay không bại lộ tiên tử tồn tại lúc này tinh thần không gian truyền đến tiên tử âm thanh không có chuyện gì tiểu dương tử bản tiên tồn tại lại không tính là gì bí mật tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp từ lục dương thân thể bay ra phương hoa tuyệt đại cho dù ai nhìn đều sẽ từ đáy lòng tán thưởng tiên tử mỹ mạo bất hủ tiên tử khuôn mặt thanh lãnh như băng hai đầu lông mày để lộ ra một cổ không thể nghi ngờ uy nghiêm để người không tự chủ được sinh ra lòng kính sợ, một bộ màu vàng sáng váy, tản mát ra khó nói lên lời lộng lẫy khí tức. Tiên nhân, Quy Nguyên Thiên Tôn cùng hãng hải đạo quân cùng nhau giật mình, cổ khí tức này rõ ràng là tiên nhân mới có, nguyên lai lục dương thể nội có một tôn tiên nhân sao, không biết ngài là, bản tọa chính là thượng cổ năm tiên đứng đầu, bất hủ tiên tử, cũng là vấn đạo tông khách khanh một trong. Tự giới thiệu lúc, bất hủ tiên tử ngữ khí băng lãnh, giống như là vượt qua vạn cổ, chứng kiến hưng suy thành bại vĩ đại tồn tại. Lục Dương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bất hủ tiên tử, tiên tử ngươi chuyển tính sao, quy nguyên thiên tôn cùng hãng hải đạo quân con ngươi đột nhiên co lại, thượng cổ năm tiên đứng đầu, đây chính là cực kỳ khó lường tên tuổi, bất quá thượng cổ không phải chỉ có bốn vị tiên nhân sao, chờ một chút, chẳng lẽ lại cái này vị chính là cùng thượng cổ bốn tiên giao thủ, khiến cho thượng cổ bốn tiên tái tạo đại lục vị kia tồn tại, nghĩ tới đây, hai người thái độ càng phát ra cung kính. Trước đó không lâu tại yêu vực một trận chiến, cũng là bản tọa gây nên hai người hít sâu một hơi Chứng kinh hai chữ đều không đủ lấy hình dung tâm tình của bọn hắn đồng thời cũng rất hâm mộ lục dương vận khí thượng cổ nam tiên đứng đầu vào ở tinh thần không gian đây là đầy trời cơ duyên a chỉ sợ từ xưa đến nay đều không có người có được qua như thế cơ duyên các ngươi chớ có nói ra bản tọa tồn tại rõ còn không đợi hai người nói cái gì bất hủ tiên tử hóa thành một sợi thanh yên phiêu về tinh thần không gian không kịp chờ đợi hỏi thăm thanh hà thế nào bản tiên vừa rồi biểu hiện còn có thể a à, đại nhân khí độ màng bao vạn cổ lôi đình mưa móc đều là thiên ân thật là làm thần khâm phục vậy là tốt rồi bất hủ tiên tử đắc ý nghĩ đến xem ra ứng thiên tiên dạy đồ vật vẫn là có tác dụng nàng lần này lộ diện không chỉ có là chính mình sự tình cũng là đại biểu cho tiểu dương tử mặt mũi có thể không thể giống như trước đó biểu hiện tùy tiện Tiên thiên đạo nhân rất kích động nhìn Lục Dương, ánh mắt bên trong thậm chí mang theo một chút sùng bái. Vấn đạo tông tam tổ được đến biết bất hủ tiên tử tồn tại, đã là chấn kinh vừa cao hứng, thế mà liền thượng cổ năm tiên đứng đầu cũng là bọn hắn vấn đạo tông khách khanh, nhìn Lục Dương càng phát ra thuận mắt. Chắc hẳn vị kia tồn tại nguyện ý trở thành khách khanh, cũng là xem ở Lục Dương trên mặt mũi. Tiểu Lục, làm rất tốt, tương lai cái này vị trí tông chủ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác quy nguyên thiên tôn khích lệ nói dùng sức vỗ lục dương bả vai tại hắn cái kia thời đại vị trí tông chủ đều là muốn đoạt lấy ai muốn nói lục dương không thể làm tông chủ hắn cùng ai tức giận đã không có chiến đấu tất yếu vấn đạo tam tổ cũng liền không ở lại nơi này tiếp tục trở về đi uống rượu lục dương nhớ lại bất hủ tiên tử đương đại diện tông chủ thời gian cảm giác cái này tương lai cũng không phải rất đáng để mong chờ tiểu dương tử ngươi yên tâm nếu là vân nha đầu không cho ngươi làm tông chủ vậy liền hai người chúng ta liên hợp lại chiến thắng nàng bất hủ tiên tử biểu thị mình vĩnh viễn là lục dương kiên cố hậu thuẫn lục dương cảm giác hậu thuẫn này cũng không thế nào kiên cố đánh mệt không ăn một chút gì vân mộng mộng mỗi lần chiến đấu kết thúc về sau đều sẽ ăn rất nhiều thứ suy bụng ta ra bụng người ngao linh tỷ tỷ và liên y tỷ tỷ cũng hẳn là dạng này mạnh cảnh chu ngủ tâm triều thiên trước mặt trưng bày là hỗn độn nhất khí lưỡng nghi tam tài tứ tự ngũ hành lục hợp thất diệu bát hoang cửu địa thập thiên duy ngã độc tôn tiên công đây là cửu trọng tiên công pháp lại gọi số tự tiên công mặc dù là tiên công lại không phải hoàn toàn phù hợp hắn chỉ có thể làm tham khảo bị lục dương đã kích về sau mạnh cảnh chu chẳng những không có nhục chí ngược lại chiến ý mười phần quyết tâm muốn sáng tạo một môn độc thuộc về mình chiêu thức hắn phục dụng vong tình đan tâm như chỉ thủy có thể càng nhanh tiến vào ngộ đạo trạng thái ba đầu sáu tay, là hán quyền, hám thiên bát thức, số tự tiên công, thân thể của hắn phản phất lò nung lớn, đem sở học quyền pháp, công pháp phân giải triển khai, hóa thành nhất giảng phổ phù văn, mạnh cảnh chu thân thể rung rẩy, phù văn cũng theo hắn cảm ngộ không ngừng phát sinh biến hóa, lúc giảng lúc nhiều, đều là trước đây chưa hề xuất hiện qua, độc thuộc về phù văn của hắn. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, chiếu sáng đen nhánh động phủ. Ha ha, thành công! lão lục ngươi chờ bị đánh đi. Thiên môn phong bên trên, bất hủ nhất mạch cùng vương triều đậu nành đại đa số thành viên tề tụ ở đây, vui vẻ hòa thuận. Ngày xưa quạng cu ẻ thiên môn phong, đã biến thành bất hủ thế lực trụ sở bí mật. Long phượng hai tổ lấy bàn cờ đại biểu thiên hạ, hắc bạch nhị tử đại biểu riêng phần mình thế lực, tranh đoạt thiên hạ. Bất hủ nhất mạch ba vị đương gia vây xem, vương triều đậu nành sử quan ghi chép. Chỉ có Kim Thải Vi, tuy là tam đại tướng quân một trong, lại không tham dự triều đình đấu tranh, chuyên tâm nghiên cứu lưu ảnh cầu mới cách dùng. Thiên địa một tử hương Liên Y cẩn thận lạc tử, bạch tử rơi xuống, hóa thành một đạo trùng sắc trời buộc. Phân tối trắng Ngao Linh không cam lòng yếu thế, cắt đứt bạch tử đường đi, bột phát ra hào quang chói sáng, cùng bạch tử phân đình chống lại. Đại đạo sinh hoa, bộ bộ sinh liên, trên bàn cờ không những có trùng thiên trùng sáng, còn có song sắc hoa sen nở rộ, toàn bộ bàn cờ tựa như tứ phương hồ nước, trình diễn vô số loại khả năng, sáng lục dương đều mở mắt không ra. Rốt cục Khương Liên Y bắt lấy ngao linh sơ hở, cuối cùng một tử rơi xuống, năm mai bạch tử liền thành một tuyến, hóa thành khiết bạch vô hà phượng hoàng, trao luyện cửu thiên, tuyên cáo thắng lợi của nàng. Lại đến một ván. Ngao linh không phục, muốn tập hợp lại tái chiến. Đến. Khương Liên Y thế đang mạnh, tràn ngập tự tin. Chờ một chút mới quân cờ nướng xong cũ có thể ăn vân mộng mộng bỗng nhiên nói chạy chậm đến cách đó không xa lò nướng đây là vân mộng mộng đắp lên không lâu lò nướng lò nướng bên trong là tam vị chân hỏa nàng mang sang nướng bàn nướng trong mâm là đen trắng hai loại nhang sắc hình tròn nhỏ bánh bích quy cũng là vừa rồi ngao linh khương liên y đánh cờ dùng quân cờ nhỏ bánh bích quy bên trong lấy bạc hà có đặc biệt mùi thơm ngát một ván trước nhỏ bánh bích quy bị mọi người chia ăn mới vừa ra lò nhỏ bánh bích quy rất nhanh liền được trưng bày trên bàn cờ tiến hành chém giết. Cái này cờ ca rô vẫn rất chơi vui. Vân Mộng Mộng nói, nàng nhìn lâu như vậy đều không có nhìn chán. Đó là đương nhiên, đây chính là cửu trọng tiên lấy âm dương hai đạo làm cơ sở, dốc hết tâm huyết phát minh ra đến, một khi phát minh ra đến liền rộng thụ khen ngợi, người đưa ngoại hiệu cửu ngũ chí tôn. Bất hủ tiên tử nói. Thậm chí Lục Dương đều là lần đầu tiên nghe nói Cửu Trọng Tiên còn có loại này ngoại hiệu. Đang lúc Lục Dương chắp tay sau lưng cùng về Hưu lão đại gia đồng dạng quan chiến thời điểm, chỉ thấy Mạnh Cảnh chu leo núi Thiên môn phong, tràn đầy phấn khởi tìm tới Lục Dương. "Lão Lục, đến đơn đấu ao. Có lòng tin như vậy, học được chiêu thức mới rồi. Lục Dương nhíu mày, lão Mạnh dám hạ chiến thư, hắn há có không tiếp đạo lý. "Thử một chút ngươi sẽ biết, vậy liền thử một chút." lục dương cũng không nhìn gặp kỳ ngộ cùng lão mạnh đơn đấu nhưng so sánh nhìn cờ có ý tứ nhiều trùng hợp chính là những người khác cũng nghĩ như vậy tất cả bán tiên thả ra trong tay sống vây xem hai vị hóa thần đại năng chiến đấu hai người triển khai tư thế không cần có người tuyên bố bắt đầu không hẹn mà cùng đồng thời xuất thủ tam vị chân hỏa kim điểu chân viêm niết bàn chân hỏa thuần dương chân viêm bốn loại chân hỏa va chạm chẳng qua là khúc nhạc dạo Hai người đều không sợ đối phương hỏa diễm, tại đám cháy trung tâm triển khai vật lộn. Cách lửa lụa mỏng, hai đạo nhân ảnh va chạm, giao thoa, thế lửa cũng theo song phương va chạm cường độ gia tăng mà tăng vọt, vô cùng có tiết tấu. Lục Dương nghĩ đến lão mạnh khẳng định là học xong cái gì mới kỹ năng, biết luận nhục thân cường độ không sánh bằng hắn, cũng không nương tay, lấy ra thanh phong kiếm, một kiếm rơi xuống nổ bắn ra kiếm quang. Ha, Mạnh Cảnh chu đối mặt kiếm quang không tránh không né, ánh mắt ngưng tụ năm ngón tay nắm tay đặt quanh thắt lưng bỗng nhiên quanh ra trực tiếp đánh tan kiếm quan đánh thật hay lục dương cười ha ha một tiếng bước nhanh đến phía trước từng đạo kiếm quan đánh về phía mạnh cảnh chu mạnh cảnh chu đều lấy nắm đấm đáp lại phát ra ngoài ta còn ai khí thế rất nhanh lục dương liền phát hiện chỗ không đúng trên tay kiếm quan không ngừng con mắt nhắm lại hắn từ mạnh cảnh chu quyền pháp trông được đến rất nhiều quyền pháp cái bóng lại đều không có một bộ quyền pháp là hoàn toàn phù hợp người đây là quyền pháp gì cặp lục dương rốt cuộc phát hiện kiệt tác của mình mạnh cảnh chu hưng phấn cười nói quyền pháp càng phát ra lăng lệ không nghĩ tới a lão lục đây là ta dốc lòng bế quan sáng tạo ra quyền pháp duy ngã độc tôn quyền vừa vặn bắt ngươi thử nghiệm vô thanh vô tức đủ có thể a lão mạnh vậy liền để ta nhìn ngươi quyền pháp có thể hay không gánh vác được ta một kiếm này lục dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút trải rộng ra kiếm đạo lĩnh vực hình thức ban đầu vô số kiếm khí hóa thành thanh phong kiếm bộ dáng lại cùng Lục Dương trong tay thanh phong kiếm hòa là một thể. Vạn kiếm quy tông. Lục Dương hét lớn, lực bổ xuống, hướng về mạnh cảnh chu chém tới. Duy ngã độc tôn quyền, mạnh cảnh chu tóc đen bay múa, nắm đấm hóa thành kim sắc, tự như hạt mưa, mang theo không coi ai ra gì khí thế đánh tới hướng thanh phong kiếm, cả hai va chạm sinh ra khí tức đủ để cho bất luận cái gì hóa thần kỳ tu sĩ hải nhiên. Trăng rắc nắm đấm vàng sát ngoài sụp ra, mạnh cảnh chu rút lui hai bước mới đứng vững hừ, chớ đắc ý, ta cái này duy ngã độc tôn quyền pháp hết thảy có tầng 11 cảnh giới, vừa rồi ta thi triển bất quá là để nhất trọng 10 ngày cảnh, ngươi đợi ta đem đằng sau thập trọng cảnh giới sáng tạo đi ra, lại tìm ngươi đến chiến, mạnh cảnh chu quẳng xuống câu nói này quay người rời đi, lần này tìm lão lục bất quá là thử một chút quyền pháp uy lực, thua cũng không sao. Mặc dù lục dương thắng, nhưng hắn nhưng lại không có cao hứng cảm xúc, hắn có thể thắng, bất quá là mượn nhờ tiền nhân chiêu thức uy năng thôi, lão mạnh dùng lại là hắn một mình sáng tạo quyền pháp sáng tạo pháp ai không biết, ta cũng tới, Lục Dương kìm nén một hơi, phải dùng tự sáng tạo pháp thắng lão mạnh mới tính thắng. Lục Dương có ca có kết ăn hai cái quân cờ, bắt đầu bế quan. Luận đến kiếm pháp, Lục Dương kiếm pháp tại cảnh giới không ai bằng, cho dù là hợp thể kỳ kiếm tu, cũng liền kiếm lâu lâu chủ bực này kiếm đạo đại năng so Lục Dương hơi mạnh mẽ một chút. Nhưng Lục Dương học một kiếm hóa vạn kiếm cũng tốt, vạn kiếm quy tông cũng được, đều là tiền nhân kiếm pháp, không có đồ vật của mình, từ đầu đến cuối thiếu một chút cái gì hắn hóa thành kiếm đạo lò luyện trong đầu hiện lên kiếm đạo cơ sở chiêu thức hiện lên một kiếm hóa vạn kiếm cùng vạn kiếm quy tông cho đến tận này đụng phải các loại cường địch lục dương tại động phủ bế qua nghiên cứu ngao linh bọn người đánh cờ động tỉnh đều nhỏ không ít sợ ảnh hưởng lục dương mạch suy nghĩ kỳ thật các nàng quá lo lắng giờ phút này lục dương tâm vô bàn vụ hoàn toàn không bị bên ngoài quấy nhiễu một lòng nhào vào kiếm đạo bên trên hắn giống như là vẫy vùng tại kiếm đạo hải dương tìm kiếm độc thuộc về mình kiếm pháp bỗng nhiên một đạo linh quan hiện lên bị lục dương bắt lấy lập tức có mạch suy nghĩ cái này điểm linh quan giống như là hạt giống tại lục dương trong lòng mọc rễ nảy mầm lục dương lấy suốt đời kiếm đạo sở học đi đổ vào để hạt giống này không ngừng lớn mạnh không biết đi qua bao lâu lục dương mở mắt trong mắt tượng cất giấu hai thanh tiên kiếm không thể nhìn thẳng xong rồi lão mạnh đừng tưởng rằng chỉ ngươi sẽ sáng tạo pháp, tiên tử, ngươi cảm thấy ta nghiên cứu bộ kiếm pháp kia tên gọi là gì mới tốt. Lục Dương không am hiểu đặt tên, tìm kiếm bất hủ tiên tử ý kiến. Ngô, đã đây là bản triều lần thứ nhất sáng tạo kiếm pháp, liền gọi đậu nành kiếm pháp đi, tốt, liền nghe tiên tử, gọi bất hủ kiếm quyết. Mặc dù mình không am hiểu đặt tên, nhưng chỉ cần để bất hủ tiên tử trước đặt tên, kia bất luận mình lên tên là gì đều là tên rất hay rõ ràng bản tiên nói là đậu nành kiếm pháp. Bất hủ tiên tự tức giận nói, tinh khí thần đều tốt không ít. Lục Dương lựa chọn không nhìn bất hủ tiên tử, duỗi lưng một cái, cảm giác lần bế qua này rất lâu, tinh thần mỏi mệt, bất quá rốt cuộc sáng tạo ra thuộc về mình kiếm pháp, vẫn là đáng giá chúc mừng một chút. Cũng không biết đi qua thời gian dài bao lâu. Hắn đẩy ra động phủ, phát hiện Long Phượng hai tổ còn tại hạ cờ rô, Vân Mộng Mộng còn tại nướng nhỏ bánh bích quy, Kim Thải Vi còn tại nghiên cứu lưu ảnh cầu. Ta hẳn là bế quan rất lâu. A, à, bế quan trước sau bên ngoài động phủ không có chút nào biến hóa, Lục Dương cũng hoài nghi mình căn bản không có bế quan. Được rồi, không trọng yếu, tìm lão mạnh đi, lão mạnh chạy trước mặt hắn khoe khoang qua, nên khoe khoang trở về. Lục Dương nắm một cái vừa nướng xong nhỏ bánh bích quy, hào hứng đi tìm lão mạnh. Chính là tinh thần không gian đều là bất hủ tiên tử nhỏ giọng nhắc tới, đậu nành kiếm pháp có chút để lục dương phân thần. Mạnh cảnh chu động phủ cổng, lão mã đang hai cái đùi chống đỡ lấy thân thể đứng thẳng hành tẩu, chống lên cột treo đồ, đem từng bó chất lượng tốt cỏ khô khoác lên trên cột treo quần áo. Mặc dù nó có thể dùng chân hỏa cấp tốc hong khô cỏ khô, nhưng loại phương pháp này chế tạo cỏ khô kém chút hương vị, thiếu khuyết thiên nhiên khí tức, không sánh bằng cái này kinh lịch phơi nắng nguyệt phơi hình thành thiên nhiên cỏ khô. Lão Mạnh còn đang bế quan. Lục Dương trông thấy Mạnh Cảnh chu động phủ đóng chặt, chỉ có lão mã đứng dậy phơi cỏ xa xa nhìn sang có chút dọa người ta đến giúp ngài lục dương vút ve trong tay bánh bít quy cạn mã giúp lão mã cùng một chỗ dựng cọc treo đồ phơi cỏ đương mạnh cảnh chu sau khi xuất quan, phát hiện động phủ cổng kém chút không có chỗ đứng tất cả đều là cọc treo đồ ua rốt cục đi ra lục dương đung đưa thanh phong kiếm nói thời gian vẫn rất vừa vặn vừa vặn giúp lão mã phơi xong cỏ khô chủ động tới tìm ta xem ra ngươi cũng sáng tạo pháp rồi đều không cần lục dương nói chỉ xem lục dương đắc ý biểu tình mạnh cảnh chu liền đoán ra kết quả vừa vặn ta duy ngã độc tôn quyền pháp cũng sáng tạo đến đệ nhị trọng cửu địa cảnh mạnh cảnh chu cảm thấy cử trọng tiên số tự tiên công thật tốt dùng từ quyền pháp tên đến cảnh giới tên đều có thể từ bên trong này tìm tới lấy tới trực tiếp dùng đều được đến chiến đến hai người tâm địa thiện lương không có lựa chọn tại động phủ cổng khai chiến miễn cho làm hỏng lão mã phơi nắng cỏ khô mà là đi xa hơn một chút địa phương. Mạnh cảnh chu hít sâu hai cái, tâm cảnh cổ sống không sợ hãi, bể nghệ lục dương, rất có thiên hạ anh kiệt chỉ thường thôi ý tứ. Duy ngã độc tôn, nắm đấm của hắn lại lần nữa biến thành kim sắc, tứ ngược thập phương, dù cho là ghi tên sử sách thiên kiêu cũng không phải là đối thủ của hắn, thậm chí lục dương đều cảm nhận được áp lực. Lục dương đem áp lực chuyển biến làm động lực, thi triển ra thế gian chưa hề xuất hiện qua kiếm chiêu, kiếm khí như hồng, lóa mắt sáng chói, không gì không phá kiếm mang xen lẫn hình thành một mảnh đáng sợ thiên la địa võng kính không kẽ hở lưới hướng mạnh cảnh chu đến hay lắm mạnh cảnh chu cơ bắp nâng lên mồ hôi lớn như hạt đậu chảy ra lại phi tốc bốc hơi hóa thành sương mù hắn dẫm lên không biết tên bộ pháp từng bước ép sát quyền sát hóa thành quyền ấn cùng lục dương thiên la địa võng liều cho cá chết lưới rách hắn ra sức huy quyền đánh nát mấy ngàn kiếm mang hảo hảo lợi hại kiếm pháp chiêu này gọi cái gì Lục dương không cần nghĩ ngợi, thốt ra. Đậu nành kiếm pháp, nói xong cũng phát hiện không hợp lý. Từ xuất quan đến nay bất hủ tiên tử ngay tại bên ta nhắc tới đậu nành kiếm pháp. Mặc dù mình rất cố gắng không đi nghĩ bốn chữ này, nhưng khi người khác hỏi lúc, liền sẽ theo bản năng trả lời như vậy. Tinh thần không gian trong, bất hủ tiên tử reo hò, tiểu dương tử quả nhiên cảm thấy mình đặt tên càng tốt. Thanh hà làm sử quan, tận chức tận trách, múa bút thành văn. Theo, đậu sách đế vương bản kỷ ghi chép Đậu linh đế lục dương mới thành lập kiếm pháp, đậu thiên đế gia kỳ kỷ, ban tên ngày càng lớn đậu kiếm pháp. Linh đế trong lòng còn có lo nghĩ, chưa dám nhận mệnh. Lâu, suy nghĩ sâu xa thiên đế chi ý, cuối cùng ngộ kiếm pháp tinh túy, thực cùng thiên đế ban tặng chi danh tương khế, chính là ngộ nó ý, liền đổi phía trước niệm, phụng chiếu lấy đậu nành kiếm pháp xưng chi. Không đúng, ta chiêu này gọi bất hủ kiếm. Tốt một cái đậu nành kiếm pháp, nhìn quyền mạnh cảnh chu không cho lục dương cơ hội giải thích thừa cơ đem quyền pháp đẩy lên cửu trọng cảnh kiếm mang tề động chém về phía mạnh cảnh chu loạn thiên động địa mạnh cảnh chu huy quyền như mưa lấy đại thế nghiền nát kiếm mang khụ khụ đối mặt cửu trọng cảnh quyền pháp lục dương rõ ràng biểu hiện lực bất tòng tâm mới vừa ngộ ra được bất hủ kiếm quyết cùng ngàn truyền nhị luyện duy ngã độc tôn quyền pháp so sánh vẫn là non nớt một chút đừng tưởng rằng ngươi vậy liền coi là thắng ta cái này kiếm pháp hết thảy mười hai kiểu dáng bây giờ mới thi triển thức thứ nhất mà thôi, có bản lĩnh ngươi dùng đằng sau 11 kiểu dáng kiếm pháp A, có bản lĩnh ngươi dùng đằng sau chín cái cảnh giới quyền pháp A, hai người lẫn nhau trừng mắt, phía sau chiêu thức cũng là vì lời xã giao soạn bậy, hiện trường nghĩ nghẹn đều nghẹn không ra. Tiếp lấy đến, mạnh cảnh chu đôi mắt như điện, đối mặt phô thiên cái địa kiếm pháp, hắn mặt không đổi sắc, mỗi một quyền đều có thể đánh nát kiếm mang, thậm chí oanh mở thanh phong kiếm bản thể, ba động khủng bố giống như là biển gầm quét sạch thiên địa, phóng tới bốn phương tám hướng. Bất Hủ Kiếm Quyết quá non nớt, Lục Dương rất nhanh liền rơi vào hạ phong, thành đón đỡ phía kia, Lục Dương rất lãnh tĩnh đang suy tư Bất Hủ Kiếm Quyết thiếu hụt, Bất Hủ Kiếm Quyết là mình lấy toàn bộ kiếm đạo cảm ngộ dung luyện đi ra bất thế kiếm pháp, có thể đây quả thật là mình có khả năng lĩnh ngộ tốt nhất chiêu thức sao? Không, không đúng, mình không nên cực hạn tại kiếm đạo, am hiệu pháp thuật còn không có tiến hành thôi diễn, cái này còn không phải tốt nhất chiêu thức. Nghĩ tới đây, Lục Dương mượn nhờ mạnh cảnh chu nắm đấm lực lượng phía sau nhảy một bước dài, đem thanh phong kiếm ném sang một bên, ngược lại tay không tất sắc đối mặt mạnh cảnh chu. Mạnh cảnh chu vui vẻ, lão lục ngươi đối với mình nhục thân cường độ có phải hay không quá tự tin, mặc dù thân thể ngươi có thể sánh vai hợp thể kỳ, nhưng còn chưa đủ lấy cùng ta đánh đồng, đối mặt lục dương mạnh cảnh chu không có nương tay tất yếu, duy ngã độc tôn quyền pháp càng hung mạnh hơn. Một khi giao thủ mạnh cảnh chu liền phát hiện lục dương dị dạng, lục dương toàn thân bị kiếm khí bao khỏa, đánh ở trên người hắn giống như là kim đâm đồng dạng đau coi là dạng này liền có thể lui tránh bản thiếu gia sao mạnh cảnh chu nắm đấm vàng càng phát ra sáng chói giống như là vàng đổ bê tông bình thường từ phù văn bao khỏa băng sơn nước biển không đáng kể lục dương động tác càng phát ra quá dị giống như là đem kiếm pháp dung hội quán thông mạnh cảnh chu cảm giác mình không giống như là cùng lục dương chiến đấu mà là cùng một thanh kiếm tại chiến đấu không đúng mạnh cảnh chu bỗng nhiên kịp phản ứng lục dương muốn làm gì lại không cách nào ngăn cản thanh phong kiếm tượng hình quyền Lục Dương thi triển tượng hình quyền, biến thành thanh phong kiếm dáng vẻ, cứ việc sử dụng thanh phong kiếm có thể làm đến điều khiển như cánh tay tình trạng, có thể thanh phong kiếm dù sao cũng là ngoại vật, không phải chân chính thân thể một bộ phận. Bây giờ Lục Dương biến thành thanh phong kiếm, mới là hoàn toàn phát huy ra bất hủ kiếm quyết toàn bộ uy lực. Kiếm người. Mạnh Cảnh Chu giúp chiêu này một cái tên. Cẩu thí, cái này gọi lấy thân là kiếm. Lục Dương giận dữ, dùng đầu bổ về phía Mạnh Cảnh Chu. Đối mặt lấy thân là kiếm lục dương, Mạnh Cảnh Chu cảm nhận được áp lực thật lớn, một chiêu này xác thực kinh khủng, kiếm pháp uy lực trực tiếp lên một bậc thang, hắn lại lần nữa đổi công làm thủ, rơi vào hạ phong. Mặc dù công thủ dễ kiểu, Mạnh Cảnh Chu lại cũng không vội vàng sao động, mà là nghĩ lại vấn đề xuất hiện ở nơi nào, đã lão lục có thể làm được lâm thời tăng lên kiếm pháp uy lực, vậy hắn không có lý do làm không được. Hắn trong cõi u minh có loại cảm giác, cảm giác hắn cũng không có hoàn toàn phát huy ra duy ngã độc tôn quyền pháp toàn bộ uy lực đúng rồi, tâm cảnh của mình còn không đủ trình độ duy ngã độc tôn, từ đầu đến cuối chênh lệch lấy một hơi. Cũng là bởi vì chênh lệch lấy một hơi này, mới khiến cho quyền pháp khuyết thiếu bá khí. Nghĩ tới đây, mạnh cảnh chu hít sâu hai cái, thần sắc lại lần nữa biến đổi, giống như thần chỉ giáng lâm, xem thương sinh như cỏ rác, nói ra kia thượng cổ lưu truyền xuống cấm kỵ chi ngôn. Bản tọa chính là ứng thiên mà sinh, ngỗ nghịch bản ti người, đáng chém, khen, mạnh cảnh chu quyền pháp bỗng nhiên sinh ra không hiểu bá khí đẩy lui lục dương mạnh cảnh chu trong lòng vui mừng quả nhiên tiên nhân trích lời là có tác dụng đọc thuộc lòng tiên nhân trích lời khí chất cũng không giống nhau lấy thân là kiếm lục dương lại lần nữa xông lại cùng mạnh cảnh chu cuốn quyết lấy nhau cách đó không xa lão mã tựa ở trên cây nhai lấy cỏ khô nhìn xem không phải người lục dương cùng nói không hiểu thấu câu nói mạnh cảnh chu trong lòng tự nhủ cái này hai huynh đệ phương thức chiến đấu có phải hay không có chút tà tính rồi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.